mà nếu mà bạn gì ạ, bạn đọc to cũng không đúng, và khi bạn đọc ở từ đúng rồi nhưng vào từ thì bạn đọc lại sai, đúng chưa? Thế nên cô nói rồi, rằng về mặt phát âm thực ra là khi mà người Việt mình làm chuẩn ấy, người Việt mình dạy sẽ dễ hơn rất nhiều, dễ hơn rất nhiều người nước ngoài dạy. Nên giáo viên nước ngoài dạy thì làm bên ngoài nhưng vào từ chưa chắc là đúng, xong quan sát cái miệng nó thôi đã mệt rồi, nó dạy mình cái miệng ấy, mình cứ bảo để như này, lưỡi thế này rồi thế này kia, mình cứ quan sát mới tập trung chỗ đấy, không tập trung mục đích của âm. Nhưng cô có dạy các bạn là để ý cái miệng đâu, đúng không? Cô dạy các bạn là gì ạ? Mục đích âm của mình như thế nào, đúng không? Và quý âm thờ nhá, nó dạy mình như này nhá. À, hôm nay chưa học, à, tí hôm nay sẽ học nốt mấy âm còn lại, không lấy âm thờ nữa, lấy âm khác. Ví dụ như là âm âm vi, nó dạy các bạn là gì ạ? Đưa môi lên răng này. Nhưng nó có nói bạn là dí sát môi lên răng để duy trì sát không? Bạn cứ về xem video bên ngoài đi. Nó có dạy bạn thế không? Nó chỉ bảo đưa môi lên răng và phát âm này thôi. Thế người Việt mình cứ đưa môi lên răng thành thói quen là v. Hiểu không? Đấy, cứ thành như thế. Có răng đưa môi lên răng mà. Nhưng có ai dạy các bạn là phải duy trì sát môi lên răng? Vậy chốt nó nằm ở chỗ đấy. Thì người Việt mình đưa lên v. Thế là sao? Và từ vét, vét, vét. Chứ có khác gì là con vẹt đâu. Vét, vét là con vẹt còn gì. Đúng không? Và từ nó, nếu mà bạn môi ra mà thả ra cái thì nó có chuẩn đâu. Mà âm này là gì? Mấu chốt của nó là gì ạ? Môi và răng dí sát vào nhau tạo ra âm. Đúng không? Đúng không ạ? Thế mà này bảo môi răng cái là v. Thế là người Việt mình cứ v. Chả biết âm mình đúng sai. Nhưng mà cô bảo là gì ạ? Đưa rồi dí sát đến răng bao giờ gì ạ? Xong âm mới thả ra là gì? V. Đúng không? Bao từ này. Vẹt. Vẹt. Đấy. Vẹt. Khác không? Khác con vẹt chưa? Đúng không? Vẹt, vẹt, vẹt. Thế xuống răng thành vẹt. Đúng không? Đúng không? Đấy, nó khác ở chỗ đấy. Thế nên cô bảo rồi mà. Phát âm thì nếu mà bạn tìm được người dạy Việt dạy chuẩn thì ngon, nhanh hơn nhiều. Nhưng người Việt mình khổ nỗi như này này, 10 thằng ấy thì 9 9 thằng rưỡi nó theo follow theo giờ, theo video nước ngoài, nó follow theo video nước ngoài nó dạy các bạn. Đúng chưa? Đây đây là gì ạ? Bản copy. Đúng chưa? Bản copy nó chỉ hơn được chỗ là gì ạ? Tao nói tiếng Việt thì thôi, đúng không? Ê, bản copy thì đương nhiên không phải bằng bản chính được. Nhưng nó lại hơn ở chỗ chỗ thằng Tây ở chỗ này tao nói tiếng Việt. Thế là nó xem với nhau. Được chưa? Chị cô Lan khác hẳn. Đúng không? Cô Lan không phải bản copy. Đúng không? Mà cô Lan lại nói được tiếng Việt. Đúng chưa? Thế hơn cả hai thằng con gì nữa. Nói đúng con gì nữa. Nói sai đâu. Đúng không? Nói trong lớp mình thôi. Còn nói ra ngoài nó bảo là nói xạo. Đúng không? Kiêu. Đúng không ạ? Các kiểu. Lớp mình cứ dám nói thế. Đúng không? Thế phân tích cho chuẩn con gì nữa. Tất cả các âm luôn. Sau nha. Đến đoạn học lại phần nguyên âm mà xem. Thằng nguyên âm học rồi đấy. Mở mở học đấy đúng không? Đây, tay nó dạy bạn như thế này này. A này, quan sát lưỡi này, thẳng ra này. Nó đọc là gì? Ỏ. 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 Nhưng người Việt mình mở mở miệng ra cũng rộng như nó này, cũng thả lưỡi ra này. A. 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 Thế vào từ là gì? Cut. Cup. Đúng không? Shot. Shot. Thấy không? Đúng không? Ra giọng Việt Nam. A ra giọng Việt Nam. Khác gì đâu, nó có dạy họng đâu. Bởi vì sao? Tây ấy bẩm sinh của nó đã hơi lấy từ bụng rồi, bật âm ra từ họng rồi, nó trở thành cái bẩm sinh có sẵn rồi. Bây giờ nó chỉ dạy mình gì ạ? Cách đọc thôi. Nó có biết người Việt mình là gì ạ? Bẩm sinh mình không có họng đâu, bẩm sinh mình hơi, mình lấy hơi đồng ngực đâu, nên nó chỉ dạy thế thôi. Để nó đọc này. Nó mở ra nó đã có họng rồi. Thế là người Việt mình gì? Cứ lưỡi thẳng ra và lưỡi giống nó rồi đấy, được, thế đấy chắc là chuẩn rồi. Đúng không? Dài thì nó cũng thế này. Đúng không? Nó đọc chuẩn thì là gì? Còn người Việt mình thì đúng chưa? Thế nhưng cô Lan dạy là gì? Mở họng trước, đúng chưa? Bởi vì mình đang thiếu cái đấy mà, người Việt mình đang thiếu cái đấy mà, đúng chưa? Đó, tay nào nó dạy cho bạn? Nhìn ti thì tìm tết khắp trên mạng xem có cái video nào là Tây nó dạy mở họng không? Còn lâu. Có người Việt nào dạy mở họng không? Còn lâu mới có à.
Đúng không ạ? Bởi vì môn này cô đang tạo ra đây, cô đang sáng tạo ra đây. Không phải tự nhiên cái quy trình nó có đâu. Được chưa? Nên không phải là cứ thấy thằng cô không nói các bạn sẽ thấy rằng là ồ nó bình thường thôi, nhưng cô nói ra các bạn đã biết rằng là gì ạ? À? Trên mạng các giáo viên khác không có đâu. Để có được cái cho bạn cái họng như thế, để có được cái âm cho bạn để đọc chuẩn như thế. Và từ của mình đọc là gì? Người ta đọc là gì? Cut. Mình đọc là gì? Cut. Họng, đúng không? Người ta đọc là cap, mình đọc là cork, cork. Đấy, họng, họng gối, đúng không? Đúng chưa ạ? Khác chứ, đúng không? Thế là Tây thì nó dạy như thế và nó đọc như thế, nó có họng, nhưng mình đọc thì chả có họng gì cả. Bởi vì là bản chất người Việt châu Á mình là gì? Âm ngoài lưỡi. Đấy chưa? Hơi từ lồng ngực. Đó. Thế nên tại sao cô dạy các bạn là gì ạ? Mỗi khi tập, hít bật, biết vì sao không? Xong rồi hít vào từ rồi đọc, hít vào từ rồi đọc, biết cái đấy để làm gì không? Thứ nhất để mở họng tốt hơn là chắc chắn rồi. Mục đích của việc hít bật hít đọc hít bật hít đọc, mục đích thứ nhất là gì ạ? Để họng chúng ta mở tốt hơn rồi. Đố bạn biết mục đích thứ hai là gì? Cô đã nói rồi đấy, chẳng qua là không biết còn nhớ không thôi. Nếu không nhớ, không biết, không nhớ được ấy, không biết mục đích của nó là gì ấy, thì các cụ vào các cụ đọc luôn, đúng không? Không có hít gì cả, đọc luôn. A car, a cop, a cut. Đọc thế luôn đấy, không có hít bật đâu. Biết cái hít bật cái tác dụng thứ hai là gì không? Cái tác dụng thứ hai với cái tác dụng gì ạ? À? Tuyệt Nói vời. nhiều mà không bị mất hơi, bị mệt. Chính xác. Đấy. Cái tác dụng thứ hai của việc hít và bật ấy là cho hơi và âm đồng nhất với nhau. Đồng nhất đây có nghĩa là gì? Hơi đồng nhất với âm của chúng ta là hơi bụng. Khi để sau này ấy, chúng ta nói ấy, là bụng chúng ta nó phập phùng, chứ không phải ngực chúng ta nó phập phùng. Hiểu không? Cái việc hít và bật ấy là lúc chúng ta như vậy. Cái thằng yoga ấy, nó khác thằng mình ở chỗ là gì? Nó chỉ tập trung mỗi vào hơi thở, nó hít thì bắt đầu làm rất tốt. Nó tập trung rất tốt. Nhưng khi nó nói ấy, thì nó lại hơi ngực, hơi từ lồng ngực. Cái thằng yoga ấy, khi nó nói lại hơi lồng ngực. Nhưng khi nó tập gì ạ? À? Tập trung vào nó hít thở thì nó lại hơi bụng. Đấy chỉ hít thở thôi, còn nói thì nó lại hơi ngực. Nhưng mình hít bật hít đọc, hít bật hít đọc, nó trở thành một cái thói quen và hơi và âm đồng nhất với nhau. Sau này ấy là khi mình nói ấy là hơi của mình sẽ từ bụng mà ra. Được chưa? Hơi của mình từ bụng mà ra và bụng nó phập phồng. Tại sao các bạn thấy cô nói cả ngày ấy mà nó không bị mệt ấy? Nó không bị mất âm ấy. Là bởi vì bây giờ cô hơi bụng với chứ hơi ngực đâu. Khi con nói chuyện với các bạn này này, con nói hơi người hơi bằng nó hơi từ lồng ngực, có mệt lắm. Mệt và tốn đấy lắm, gọi là nó gọi là gì nhỉ? Nó gọi là cái gì? À, tốn tốn calo đúng không? Tốn calo. Đúng không ạ? Mà nó còn mệt về những thứ khác ấy, nó liên quan đến nói nhiều bằng hơi ngực này này thì nó còn liên quan đến cả các cái nội tạng của mình, về y học phân tích ấy. Nó mệt liên quan đến cả mệt cái nội tạng của mình bên trong cùng. Đó, cái đấy là lý do vì sao các bạn thấy không ạ? Cô nói liên tục như thế nhưng mà 10 năm rồi có phải ít đâu. 10 năm như thế chứ. Đây là bằng chứng sống cho các bạn đấy, chứ không phải là cô chỉ dạy 1 2 năm hay một vài ngày, một vài tuần rồi cô thế. 10 năm rồi. Cái cuốn giáo trình phát âm cô soạn 10 năm rồi. Dạy 10 năm rồi mới được như thế đấy ạ. 10 năm từ sáng đến tối ạ. Giọng cô vẫn thế này. Mà biết không, thằng này 7 tuổi nhá. Thằng này 7 tuổi thì cô bầu thằng này đúng một à, sinh thằng này đúng 1 tháng 17 ngày cô đi dạy phát âm này, dạy mở họng này. 1 tháng 17 ngày đấy, làm thằng đầu tiên. Thế mà các bạn biết con đầu tiên thì kiêng 3 tháng 10 ngày kỹ vào, không thì sau này thằng này kia gọi to nói to sau này giọng cũng sẽ có vấn đề đúng không? Thế 7 năm rồi. 7 năm rồi thì có vấn đề gì chưa? Giọng cô ở đây này. Đúng không? Vẫn sang sảng. Đấy, thế nên là gì ạ? Không phải là 1 năm 2 năm nữa đâu ạ. Mà nó nhiều năm rồi. Nó là sự thật rồi. Được chưa ạ? Nên cô nói thế để có sự chứng minh cho mọi người biết rồi. Đúng không ạ? Thế nên là cái cuốn phát âm này cô đã soạn gì ạ? 10 năm rồi. Dạy 10 năm rồi. Biết vì sao không ạ? Cái năm đấy là 1 tháng 17 ngày cô phải đi dạy phát âm là bởi vì là gì ạ? Trong cái thời gian đó các lớp nhiều kinh khủng luôn, dạy từ sáng đến tối hết luôn. Trong đó là lúc đấy cô chỉ truyền được cho một bạn giáo viên, một giáo viên là giáo viên bạn ấy ở Hải Dương, mà bạn ấy á, cô vừa truyền xong cái thì việc cuối cùng là gì ạ?
học như một học sinh bình thường, treo lớp của cô hai lần. Học một lần như học sinh bình thường, cô bảo ngồi chép chép xong đầu dạy, dạy khóa đầu tiên học của cô phải dạy lại. Xong khóa thứ hai là cô bảo ngồi như học sinh bình thường lại học như bình thường. Khóa thứ hai. Xong hết khóa thứ hai rồi bắt đầu cô thì lúc cô đi sinh thằng này này, chính xác lúc đi sinh thằng này này. Đau, tức là bắt đầu có hiện tượng từ 2 giờ đêm là hơi nhâm nhập bụng rồi. 6 giờ bắt đầu cô gì ạ? Cô rất là bình tĩnh bởi vì thực ra là mình đã tìm hiểu hết tất cả các hiện tượng các thứ rồi. Thế nên là 6 giờ lên bắt taxi, lái xe không phải ra bắt taxi đâu mà ông chồng ông đèo đi. Ông đèo đến trung tâm, gọi cái quản lý đến, thế chính là những bạn đấy đấy. Dạy cho bạn ấy hơn tiếng nữa đấy. Hơn tiếng 2 tiếng nữa đấy, dạy cho nốt các âm ghi chú để cho nó dạy. Không bây giờ mình mà đi đẻ thì đứa nào dạy phát âm? Trước khi đẻ vẫn còn hơi để dậy. Đấy, chính xác luôn, 6 giờ sáng. Gọi nó đến, 6 rưỡi nó mới đến. Bảo nhanh lên lên. Nhanh lên lên, giao việc cho. Rồi còn đi đẻ. Các bạn biết không ạ, lúc đấy vừa đau bụng vừa tập thằng này. Vẫn đang tập phát âm để dậy. Dậy, dậy cái bạn quản lý đấy. Là bạn ấy là giáo viên cứng của trung tâm. Dậy đến gần 9 giờ. Đúng 9 giờ. Ôi đau bụng quá rồi không chịu nữa, vừa xong, vừa dạy nó xong. Thôi bây giờ tao giao lớp cho mày, còn chẳng biết mày có làm hay không nữa. Mày đi học hai lớp ngồi như đứa học sinh bình thường, dạy học một lớp rồi. Sau đó đấy mà giáo viên dạy hay đấy, không phải giáo viên vớ vẩn đâu, giáo viên dạy chuẩn đấy. Mà dạy phát âm còn như thế đấy. Mà không phải đơn giản đâu, nhìn trông đơn giản thế thôi nhưng mà theo được dạy được những cái dáng như thế này mướt mùa mưa đấy, không phải đơn giản. Thế cuối cùng học ở lớp của cô. Thế là lần 2, dự lại lần 2. Và lần 3 là trước khi cô đi, gọi là đi đẻ đi cho nó dễ. Được chưa? Là dạy nó mất 2 tiếng nữa đấy. Xong rồi bắt đầu là thôi bảo từ nay đây mày dạy. Nhưng cuối cùng là một mình nó kèm, nó không sao khoan nổi. 1 tháng 17 ngày cô dạy xong, cô sinh này xong cái cô phải đi dạy ngay vì lớp quá đông. Đấy. Thế nên là đấy là một sự thật mà các bạn, cô chưa cho các bạn biết. Nhưng mà nó là đúng là sự thật là thế đấy. Thế là bạn áo đỏ đằng sau là bạn ngấm ngôn ngữ từ trong bụng mẹ luôn. 7 tuổi. Chả biết con ngấm cái gì không. Giờ giỏi tiếng Anh quá. Tiếng Anh bạn tưởng tự học hết. Cô chả dạy đâu. Tự dạy là tự làm bài tập. Bài tập đang ngồi ăn xong tí lại ngồi làm bài tập. Tự làm hết thì mẹ cứ giao nhiệm vụ. Làm hết thì chơi, không làm hết thì nghỉ. Thế thôi. Thế là cứ phải làm hết thôi. Chỗ nào mà khó không hiểu ra hỏi mẹ. Lợi hơn thế thôi. Chứ còn cô chả ngồi cô dạy bao giờ, chả có thời gian, kín mít hết nguồn giữa thời gian để mà dạy. Đó. Cái bảng đằng sau nó có đủ không cô? Em thấy cái ấy đằng sau bé nhiều khi nó cứ treo phía sau ấy. À không, để... không đủ được. Dạ. Một cái bảng ở trên kia nó đè lên với lại một cái ghế tựa ở bên dưới rồi. À, em sợ không đủ. Không thì đủ đâu. Rồi, ok. Đó, thế nên rằng là chúng ta thấy rằng là cái phát âm á, là cô dạy cho bạn như thế là một cái các bạn đã học cảm thấy nó rất là dễ hiểu rồi nên chịu khó đọc nhá. Bây giờ tất cả những cái từ vựng ấy mà từ mới ấy các bạn chịu khó là ôn qua cái từ đấy, qua những từ vựng đấy luôn, được chưa? Ôn qua phần từ vựng đấy luôn, đọc luôn. Ví dụ như hôm nay học chủ đề gì đó mà có bao nhiêu từ vựng nhá thì đọc giống như hôm trước cô hướng dẫn các bạn đọc ấy, được chưa? Đọc phải đọc theo kiểu chuẩn phát âm chứ không phải đọc theo cái kiểu là theo cách cũ của mình được, bởi vì mình học phụ âm rồi đúng không? Là chúng ta hôm nay học nốt cái mấy âm còn lại, 6 âm còn lại nữa để cho nó hết hẳn đi. Còn nguyên âm thì đọc hết rồi đúng không? Còn là sang cả phần đánh vần rồi, đúng không? Sang cả phần đánh vần rồi mà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào học nốt cái phần phát âm trước nhé. 6 âm còn lại không lại quên. Cái lúc này tự nhiên thì quên, chả nhớ là sao. Chả hiểu sao lại quên. Nghĩ là xong rồi. Rồi, chưa lớp nào quên đâu. Đây lớp đầu tiên quên. Cô dạy nhiều quá, bận. Nhiều khi thì hơi tẩu hỏa nhập ma thật, nhiều thứ quá. Quá nhiều. Bao nhiêu thứ phải xử lý đấy. Tiếng Anh từ miễn phí từ trẻ nhỏ đến người lớn, xong rồi lại còn lớp tâm linh. Cô dạy nhiều thế, cô đầu óc vậy quá siêu rồi. Bọn em lấy phục. Lớp tâm linh là liên tục đấy. Lớp đấy các bạn đấy học các bạn thích quá. Gần như là xong. Thực ra cái lớp đấy dạy xong gần như là cuộc sống của mình cảm giác là cái năng lượng ấy, năng lượng nó tăng hơn hẳn luôn ấy. Mình cảm thấy mọi thứ của mình như kiểu được minh sư chỉ đường dắt lối. Nó sướng như thế. Và mọi thứ của mình được khai thông. Mình có mục đích cuộc đời rõ ràng của mình, sứ mệnh cuộc đời rõ ràng của mình.
cảm giác khác hẳn luôn. Thật từ xưa đến giờ đúng là bảo là như cô đi theo đạo Phật đấy, nhưng mà đấy như câu lạc bộ cho chị Nhung này đấy, nhưng mình học mình đâu có tìm được ra cái gốc rễ của vấn đề đâu, đúng không ạ? Không tìm ra gốc rễ vấn đề, cuối cùng là cũng cứ mông lung là mình cứ tìm mãi, khám phá mãi, khám phá mãi, nó chỉ đến ở chỗ này thôi. Bởi vì nói đúng ra thì gì ạ? Nên cụ tổ đức đạo Phật của chúng ta là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng chỉ ngộ được đến chỗ này thôi, thì mình có khám phá hết thì chắc nữa thì nó chỉ chỗ này thôi, đâu có tìm được cái đáy đâu, cái đáy đằng trên, cái đáy đằng dưới có thấy đâu, đúng không ạ? Nhưng mà mình đi học cái gốc của nó thì cái gì ạ? Nó đi tận đáy luôn, biết tới tận đáy rồi dù không phải ngồi tu nữa đâu, mình thật chứ không ạ, không phải ngồi mà đi ngồi thiền đâu, xong rồi đi ngồi mà niệm kinh niệm Phật nữa đâu, cũng phải làm thế. Chị cô chia sẻ gốc lõi của vấn đề đi, cốt lõi đáy của nó là cái gì? Ôi rồi còn lâu mới cô thực chia sẻ trong lớp này, còn lâu mới hết được, người ta đi học 8 đến 10 buổi mới xong, vì đơn giản không, mỗi buổi 2 tiếng đúng không? Đáy gốc của vấn đề là gì mình phải học mình biết được nhiều lắm, chứ không phải là nó chỉ nó không, tức là mình học đáy gốc của vấn đề không phải mỗi ở cái chỗ đạo Phật đâu, đạo Phật chỉ là một góc nhỏ thôi. Còn chúng ta học đấy gốc của vấn đề là tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta này, này, cuộc sống của chúng ta này, rồi tất cả các loại đạo luôn đây này, chứ không phải mỗi liên quan đạo Phật đâu. Gốc rễ của tất cả các loại đạo luôn, gốc rễ của tất cả các vấn đề xung quanh chúng ta, cuộc sống chúng ta là này, gốc rễ của trái đất vũ trụ chúng ta là này, gốc rễ của nhiều thứ. 8 đến 10 buổi. Được chưa? Không có kỳ, không có kỳ, không có ấn, các bạn có mà ngồi học cả đời luôn không học được. Tìm cả đời luôn không tìm ra được, dám chắc các bạn thấy luôn. Vì sao cô nói thế? Bởi vì ra gì ạ? Châu Âu ấy, bọn châu Âu thì nó chả học đưa cái môn vào trong trường học, học cả cấp 2, cấp 3 à. Xong rồi nó đi làm rồi đến bây giờ nó vẫn theo, mà đời nối đời hàng nghìn đời nó học, nhưng mà nó có hiểu đâu, nó chỉ hiểu được giá trị bên ngoài thôi mà. Nên mình là người trần mắt thịt, người phàm sao hiểu được, đúng không? Nên là gì à, mình sao ngộ được Lâm Thích Phật Thích Ca Mâu Ni lên bậc sư cụ tổ của thiền rồi mới ngộ được bằng đấy. Mình ngộ làm sao được, ngộ vào mắt, được chưa? Đố các bạn có thể tự học tự ngộ được đấy, tự học tự ngộ được thì hơn 6 tỷ người trên thế giới này á, nó đã nhận được cái điều mầu nhiệm của nó từ lâu rồi, nó nhận được những điều tuyệt vời từ lâu rồi. Cả thế giới này chả nổi tiếng, nói chung là tránh được hết mọi loại đại tai vạ này rồi. Thế nên là nó không đơn giản đâu, không đơn giản. Bởi vì là phải là những người mà thực sự mới mới được học và được chọn nha. Lớp mình trong số này ai được học người đã tự biết thì không nói nữa. Vào bài học của chúng ta. Rồi, sang các âm tiếp theo. Mình học âm nào rồi nha? KG học chưa? M học chưa? KG học chưa? Các bạn ơi. Chưa cô. Từ M là chưa học đúng không? Thế là thiếu mất slide số 4. Từ M, đúng không? Vâng. Thế mà lần trước cứ dạy như đúng rồi mà lớp chát ý kiến. Ô nên hôm nay bảo mím môi lại cũng mím như đúng rồi nhưng mà chát ý kiến. Được chưa? M, M ở đầu và giữa một chữ thì giống M Việt Nam nhưng hơi mím môi. Đúng không? Đấy, ghi vào đầu giữa một chữ giống M Việt Nam nhưng hơi mím môi. Thế thằng Tây nó chỉ dạy mỗi cái là gì ạ? Nó mím môi là hết. Còn vào từ mày muốn đọc thế nào đọc? Nó có dạy mím môi đâu, đầu giữa nó có dạy mím môi đâu, nhưng mà nó đọc nó mím môi đấy, đúng không? Bình thường mình không mím môi, mình đọc mẹ. Tiếng Việt mình mẹ, đúng không? Mím môi lại cái ra mẹ, 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 đúng không? Nó khác đấy. Ngay tiếng Việt thôi đã thấy nó khác rồi. Giống như đứa trẻ nó vừa tập gọi mẹ, những thằng cu nhà cô ngày đầu tiên nó mới gọi mẹ, nó cứ mẹ, mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, nó gọi thế này. Ban đầu nó gọi thế nhưng bây giờ nó gọi mẹ ơi rồi, theo tiếng Việt rồi. Nhưng ban đầu nó gọi thế. Thì chữ M của tiếng Anh chính là mím môi lại thế. Mình không mím môi vậy mình đọc mít, còn mím môi lại đọc là mệt. Đây mím này, mệt. Hơi mím thôi, mệt. Đấy chưa? Tiếp theo, không mím môi đọc là mu, mu, đúng không? Bây giờ mím môi này, move, move. Môi ra răng. Đấy chưa? Move. Dạ, chuyển luôn ạ. À. Move. Ừ. Khi mà chuyển cái môi cái là đưa môi răng luôn. À. Move. Đúng chưa? Đấy. Đây, cho bạn nhìn hình nhớ dễ. Đây.
Ừ, đây. Move. Đấy, chuyển môi lên răng luôn. Ừ. Đang mím nhá. Move. Được chưa? Thấy môi lên răng luôn chưa? Chuyển nhanh. Được chưa? Chắc ra. Move. 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 Đấy. Bật ra cái là môi lên răng luôn. Bật ra cái môi lên răng luôn. Được chưa? Ok. Đấy, nó chính là âm đấy. Move. Move. Đấy. Rồi. Tiếp theo nha. Bình thường mình đọc là make đúng không? Mím cái môi lại. Make. Make. Được chưa? Mím với bà ta. Được không? Tiếp này, không đọc summer đâu, summer là không mím. Summer. 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 Đấy, mím môi lại và đọc là summer. Summer. Đấy. Được chưa? Ok. Không đọc family à, làm môi vẫn thoải mái này. Môi răng này. Family. Family. Được chưa? Family. M-ly. Được chưa? Ok. Tiếp theo. Đó, bây giờ cùng nào đọc nào. Bây giờ cùng nhau đọc nhá. Mím môi lại đọc nào. Meet. Bật cái mic lên. Bật cái mic lên. Meet. 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 Move. 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 Make. 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 Summer. Summer. Môi răng này. Family. 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 Xong là mờ mím môi lại luôn. Family. Family. Rồi, đấy là đầu và giữa một chữ nhá, thì đọc như thế được chưa? Thế bây giờ ở cuối một chữ, ở trong cái khác. Ở cuối một chữ thì mím môi lại đọc ra Cuối một chữ, mím môi lại đọc ra Đó, mím ra thôi, đọc Phải cố lạnh. Bây giờ ngồi này cho thoải mái, đỡ đau lưng. Dạy online nó dễ ở chỗ đấy. Ngồi thế nào ngồi đúng không? Thoải mái là được. Được chưa? Thấy cái mũi hơi rung rung không? Đấy. Nhưng mà cuối một chữ các bạn lưu ý thì để nó chỉ đọc nhỏ khoảng 2/3 thôi. So với âm của Việt Nam vậy, cái ừm nó chỉ có dư âm một chút thôi, chứ không phải ừm to như thế đâu. Tức là nó chỉ dư âm nhỏ thế ạ. Ví dụ ta vào từ nhá. Chúng ta không đọc mâm không? Mâm không thì không có ừm ở cuối, không mất ending sound, phải đọc là mầm. 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 Hơi mím môi hơi mầm một tí thôi. Mầm. Đấy. Ví dụ đây là mẹ của tôi. This is my mom. Yeah, this is my mom. Đấy. Chứ không phải this is my mom. Khác. This is my mom. Yeah. Rồi tiếp theo. Không đọc come không? Đọc come. Mất ending sound rồi. Mà phải có hơi dư một chút này. Come. 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 Hơi mầm một tí. Tí tẹo ấy mà. Có tí tẹo thôi. Come. Chưa? Đấy. Nó chỉ vậy thôi mà. Đúng không? Mờ dễ không? Được chưa? Tự đọc lại một lượt đi, tự đọc lại một lượt đi. Tự đọc. Meet. Move. Make. Meet. Summer. Move. Family. Make. Mom. Family. Come. Summer. Tôi phải mím cái môi lại nha. Family. Tôi mím cái môi lại. Mom. Come. Come. Mom. Mom. Family. Mom. Family. Summer. Family. Make. Được chưa? Đọc xong chưa? Ok. Rồi, tiếp theo. Ca chưa học à? Chưa. Cũng chưa học luôn. Ra hơi nhá. Mũi tên ra hơi. Há cái miệng ra, thụt cái lưỡi lại. Dạy dễ không? Há cái miệng ra, thụt cái lưỡi lại. Được chưa? Khi mà khờ cái thì lưỡi thò ra. Được chưa? Há miệng ra, thụt lưỡi lại. Dễ không? Làm được luôn, làm gì nữa? Tôi còn ngồi xem miệng thằng Tây còn lâu. Đúng không ạ? Cô chỉ là hai bước vào há cái miệng ra thụt cái lưỡi lại, làm được luôn. Đúng không? Có ai không làm được không? Có ai không làm được hôm này không? Đúng không? Làm được hết. Rồi, bây giờ vào từ này. Ai há cái miệng ra tí, thụt hơi lại một tí. Cat. 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 Yeah. Cat. Cat. Rồi. Tiếp theo không đừng được két là được. Két thì có nghĩa là ra âm mất rồi. Nó ra hơi này. Cat. Đấy, còn nó két thì nó ra âm. Thế thôi mà. Yeah. Cờ đầu cờ cuối này. Cook. Cook. Thế nó có ra tí hơi là được. Cook. Cook. Còn nếu đọc cook ấy thì có nghĩa là ra âm. Cờ nó ra âm. Cook là cờ cờ ra âm. Đúng không? Còn chúng ta phải ra hơi là cook. Thế thôi. Đơn giản. Đọc gì? He.
key. Ra tí hơi, ra tí hơi. Khờ lắm tí. Key. Key. Được, key là được. Key là ra. Còn key là ra hơi. Thế thôi mà. Key. Ra tí hơi. Đây, cờ, pờ, tờ, ba âm này ra hơi. Nhớ chưa? Pờ, mí môi, tờ, đầu lưỡi, chân răng. Đọc này. Carpet. Carpet. Rồi. Carpet. Carpet. Pờ, mí môi, tờ, bật ra. Carpet. Carpet. Tôi trong học tí này. Carpet. Carpet. Đó. Thế. Tiếp này. Pờ, cờ, tờ này. Cả âm ra hơi này. Được chưa? Pờ mí môi khờ ra hơi và tờ đầu lưỡi chân răng đọc là pocket. 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 Rồi, ok. Pocket. Tiếp theo. Pocket. Rồi, ok. Nghe rồi. Đọc đi. chứ mình không phải cờ mạnh nữa đâu, ra hơi nhiều quá thì là chúng ta không còn còn sức đâu mà để đọc âm tiếp theo, chỉ còn ra một tí hơi, không đọc két là được mà đọc là cat, ra tí hơi cat, không đọc cook là cook, thế thôi, không đọc key mà đọc là key, không đọc carpet mà đọc là carpet, carpet, tức là nó ra hơi, được chưa? Không đọc pocket, pocket là ra âm hết rồi, đọc này pocket, pocket, đấy, phải là như thế. Ca nó dễ thôi mà. Sang em theo G nhá. G này. Dạ. G thì nó ra âm, các bạn ghi đi ra âm. Khẩu miệng giống hệt ca có nghĩa là gì ạ? Há cái miệng ra thụt cái lưỡi lại. Há cái miệng ra thụt cái lưỡi lại. Được chưa? Phát âm ra giống, phát âm ra cảm giác giống gì ạ? G ư gư huyền gư. Cảm giác giống không phải là, không phải là gư đâu nhá. Cảm giác giống thôi. Rồi. Cái há cái miệng ra có há được không? Có há được không? Há được đúng không? Thụt cái lưỡi lại đúng không? Làm theo cô này. G. Thụt lưỡi lại này, hơi thụt lại một tí thôi. G. Gừ. Được chưa? Không thụt lưỡi lại ra gừ nha, gừ gừ, biết con gì nó gừ không? Biết con gì nó gừ không? Đấy 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 đấy, con gì đấy? Đấy con gì đấy? Nó vừa đấy. Minh họa luôn. Con đấy thỉnh thoảng nó wow một cái xong nó thỉnh thoảng nó gừ cái đúng không? Nhe răng nó gừ đúng không ạ? Chó. Chó. Đúng không? Thế thì chị thấy nó nghe răng là nó gừ lên, còn lưỡi không thụt vào thì nó ra gừ là đúng rồi. Bây giờ thụt cái lại này. Gừ. 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 Được chưa? Thụt cái lại nha. Có thấy khi bạn thụt nó lại cái chỗ này nó hơi vướng vướng không? Thấy chỗ này này. Hỏng hỏng ấy. Đây đây đây, có thấy cái họng chỗ này hơi vướng không? Gừ. Nhìn nào. Gừ. Cái lưỡi nó chỉ hơi thụt lại xíu này, lưỡi hình thường này đây. Thử lại tí à? Gừ. Thụt lại có tí mà. Gừ. 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 Thấy cái chỗ này vướng vướng không? Vướng vướng ở đây không? Khó chịu ở đây không? Đấy, đấy thì là đang chuẩn. Được chưa? Thì đang chuẩn. Còn các bạn thấy gì ạ? Gừ 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 thì thấy chỗ này có cái cảm giác gì không? Không. Gừ 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 đấy. Gừ gừ đấy. Lưỡi đang thò ra ngoài này. Gừ gừ. Được chưa? Chỗ này chả cảm giác gì. Nhưng hơi tụt lại tí thì cuống lưỡi cuống họng nó sát với nhau mà. Nó là âm tắc sát đấy. Âm tắc sát giống như ông ngờ người ta còn nhớ không? Và thụt lưỡi lại là đấy đấy. Đây nó chính là âm tắc sát. Là họng cuống họng cuống lưỡi là nó phải chạm vào nhau. Chạm nhau đương nhiên nó hơi khó chịu một tí. Đúng chưa? Đó, thì nó là âm này. Và vào từ bây giờ chúng ta để
đọc không đọc là ghét 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 thò lưỡi ngoài ghét ghét như gâu luôn nhá, không phải thế đâu, ghét ghét thành ghét nhau đúng không? Gâu nó thành gâu gâu, biết con gì nó gâu gâu không? Ừ đấy, đấy được, có thích thành chó không? Không đúng không? Cũng không như thụt cái lưỡi lại đúng không? Đọc gâu gâu gâu. Đây, từ thử xem nhá. Đây đúng không? Thụt lưỡi lại không phải ghét nhau đâu, thụt lưỡi này gạt. Ghét. Đấy còn không không gì là ghét, ghét cái lưỡi ra ngoài là ghét, đúng chưa? Thụt lưỡi lại này gạt. Đấy ví dụ I often get up không phải cái I often get up đâu nha. Và đọc là I often get up. Get up. Cái G nó khác hơn này. Get up. Get up. Get up. Khác hơn chứ. I often get up. Get up. Không phải, không phải, không phải là I often get up. Get up là đang thò lưỡi ở ngoài. Được chưa? Get up. Nó khác hơn là I often get up nha. Được chưa? Tiếp theo không phải go. Go thò lưỡi ở ngoài mà go go. Đúng không? Mà là gì? Thu trở lại này. Go. 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 Đúng chưa? Đấy nó khác hơn. I often go to the cinema học hết. I often go. Go là không được. Thu trở lại này. Girl. Đúng không? I often girl to the cinema. Giờ đấy nó phải như thế à. Đó, đọc là hai từ đấy xem nào. Thụt cái lại đọc đi. Get. Girl. Yeah. Get. Girl. 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 Get. Girl. Yes. Yes. Girl. 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 Con ra đi. Go. Yes. Go. Yes. Go. Yes. 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 Đấy, chúng ta đọc hai từ đấy sẽ như vậy. Chúng ta đọc lại này. Thu đứa lại này. Get. Yes. Girl. 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 Được chưa? Đấy, nó khác với là get me go, 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 đúng không ạ? Tiếp này, không đọc get, get là đang thò lưỡi ở ngoài rồi. Mà cái chữ g thụt vào trong này. Get. 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 Mình nói là open the gate. Khác với việc open the gate. Gate. Thụt cái lại gate. Đúng chưa? Nó khác hẳn luôn là open the gate. Được chưa? Open the gate. Gate. Khác hẳn, đúng chưa? Tiếp theo, nếu mà mình thò lưỡi ra ngoài mình đọc sẽ ra chữ glass, glass, đúng không? Glass. Thế thành 2G là một âm tiết và last là một âm tiết rồi, đúng không ạ? Vậy không có thò lưỡi là đọc được glass đâu nha. Mà thụt lưỡi lại thì nó ra chữ g, tức là cảm giác ra chữ g, đúng chưa? Nửa rồi, và đọc là glass. Đấy, thụt lưỡi lại đi. Glass. Glass. Thì nó sẽ ra chữ g và glass. Chú vậy, glass, đúng chưa? Ok, glass. 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 Đọc lại bốn từ này đi, lại này, thụt cái lại đọc nào. Get. Get. Girl. Girl. Get. Get. Glass. Glass. Vì vậy nên là chúng ta, nếu chúng ta chỉ khác nhau mỗi chữ G này thôi, đọc không chuẩn thôi, nó ra I get up, I often get up at 6 a.m. Get up at 6 a.m. này. Như đọc này, thụt cái lại này. I often get up. Get up. Khác hẳn với get up. Get đang thò lưỡi ngoài. Get up. Khác với get up. Đúng chưa? Tiếp theo, I often, ví dụ như I often go shopping vào cuối tuần on the weekend đi. Go shopping là khác nhá. Go là khác. Và bây giờ đọc là gì? I often go shopping. Go shopping. Khác với go shopping, đúng chưa? On the weekend. Được chưa? Ok. Thế bình thường mình đọc là open the gate, đúng không? Bây giờ mình đọc là open the gate. Gate. Khác với gate. Gate thò lưỡi ra ngoài. Gate. Khác không? Đúng không ạ? Cái cốc nước này đầy rồi, đúng không ạ? Mình không được nói là this glass of water, this glass of water is full. Không đọc thế đâu ạ. This glass of water is full được hỏng hết rồi, đúng không ạ? Mà đọc là this glass of water, water is full. Full. This glass of water is full. Được chưa ạ? Ông mà, con làm gì đấy? Mẹ mở cho con cái, mở cho mẹ cái kia mà. Rồi ạ, ok, hiểu chỗ này chưa? Bây giờ chữ G cuốn một chữ ít thôi. Kéo lại đi. Chói quá. Rồi, được rồi, được rồi. Rồi ạ, ok. Bây giờ chữ G cuốn một chữ. Chúng ta cũng thụt lưỡi lại. Nhưng chúng ta đọc giảm volume chữ G đi. Nhỏ đi. Được chưa? Bởi vì nhỏ bằng 2/3 mà, đúng không? Vậy thụt lưỡi lại đọc là g, 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 g. Nhỏ thôi. G, 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 g. G, g, g.
Được chưa? Ok. Bây giờ chúng ta vào từ. Không đọc lét không, cái chân không đọc lét không. Cũng không đọc lét to như thế thành hai âm tiết mất rồi. Mà chỉ nhỏ bằng 2 phần 3 thôi thì chúng ta vẫn có ending sao. Nhưng không thể tạo ra âm tiết. Đọc này, lét. Lại một chút, lét. 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 Đấy, chỉ có tụt lại. Lét. Tí rồi, lét. 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 Chúng ta cái túi, không đọc là bét không. Cũng không đọc bét ư. Được chưa? Mà nhỏ giảm volume này. Bét. 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 Được chưa? Ok. Tiếp này. Rồi ok, có hai âm này. Đọc lại hai âm này. Lẹt. 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 Bét. 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 Được chưa? Ok. Đọc lại một lượt đi các bạn. Tự đọc đi ạ. Bét. Tự đọc, tự đọc. Thụt lại. Girl. Yeah. Ra thụt lưỡi lại nha. Glass. Glass. Leg. 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 Bag. 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 Yet. Go. Girl. Gì? Yes. Được chưa? Glass. Đúng lại ông G, mỗi cái lưỡi lại mà. Bag. Bag. Ok. Kia đậy vào. Rồi. So sánh giữa K và G. Hai em này đều thụt đúng không? Thụt cái lưỡi lại đúng không? Một thằng ra hơi, thằng ra âm thôi mà. Cả lớp đọc nha. Nhưng mà khác ở chỗ cờ thì nó đẩy lưỡi ra. Nhưng G thì khi phát âm nó lại thụt lưỡi lại. Thế thôi, nó chỉ khác mỗi thế thôi mà. Đúng không? Thụt lưỡi lại này. G. G. Ta này. G thụt lưỡi lại. G. Đấy, và từ này. Cold. Cold. Gầy chữ D vào trong. Cold. Cold. Thụt lưỡi lại. Gold. 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 Tiếp theo. Cờ này. Cờ. Cờ. Đầu lưỡi chặt răng. Cờ. Cờ. Thụt lưỡi lại chứ cô gái không đọc gơ nhá. Đọc gơ là hỏng hết. Được chưa? Thụt lưỡi lại này. Gơ. 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 Rồi. Tốt rồi. Tiếp theo này. Cờ ra hơi này. Class. Class. Lưỡi lại này. Glass. 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 Đấy, nó là glass, không phải glass. Bờ miếng mũi môi lại này. Bug. Bag. Rồi, bug. Bag. Bug. Bag. Đọc A dễ hơn. Đọc A dễ hơn. Đọc E bẹt thì bạn phải bẻ miệng ra. Bug. 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 Bẹt có hai cái đọc mà, còn nhớ không? Đúng không? Bug. Rồi, bây giờ lớp tự đọc lại đi ạ. Lớp tự đọc lại hai này. So bánh thay oh. 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 Girl. 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 Bạn đọc âm A cho nó dễ, đọc bạc thì phải bé miệng á. Bạc. Bây giờ còn không đọc bạc. Bạc. Đọc theo các lớp của A. Bạc. Curl. Girl. Chưa, ca G được chưa? Curl. Chưa? Girl. Ca G được chưa? Ok. Rồi, ngon rồi. Biết thủ đứa lại thôi, hiểu sao? Nhớ là không thủ đứa lại ra gâu gâu. Thế thôi. Đúng không ạ? Ô F này chưa dậy luôn á? F chưa. Cứ nghĩ lớp học hết rồi nên nè. Chữ bài như đúng rồi. Ừ. Rồi F ra hơi. Đánh mũi tên ra hơi. Rồi, âm này là sẽ là âm môi răng. À. Để có hai môi hay răng, dùng môi nào răng nào? Hay dùng tất cả hai môi hay răng?
răng dưới môi trên. Đúng rồi, phải dùng răng dưới môi trên. À đâu, môi dưới răng trên. Môi dưới răng trên. Răng dưới cô cũng vậy. Môi dưới răng trên. Phi môi dưới lên răng trên. Dạ. Yeah. Phi môi dưới lên răng trên. Yeah. Bình thường là môi gặp môi đúng không? Bình thường như này là môi gặp môi đúng không? Đúng không? Trừ những thằng mà nó nói người Việt mình nói bậy bậy tí bảo là bố chết vẫn cười ấy. Thì em em tự nhận luôn à. Thì làm sao ạ? Miệng như này này. Thì miệng như này thì có nghĩa là môi nó sẽ gặp răng luôn, đúng không? Còn miệng bình thường thì môi nó sẽ gặp môi, đúng không? Đấy, còn những thằng bố chết vẫn cười thì môi lên nó chạm với răng luôn, đúng không? Chuẩn không? À, những môi này, âm này là những cái thằng mà gì bố chết vẫn cười. Là nó tập tốt lắm ấy. Đưa bắt môi lên răng ngay. Nhưng mình phải tập đưa môi lên răng như, đúng không? Mình là phải tập, đúng không? Phải tập thì rồi thì chia cái môi trên. Đây nhá. Bình thường đang đưa môi lên gặp môi rồi. Đúng không? Môi lên gặp môi, đúng không? Bây giờ làm sao môi lên gặp răng, quan sát này. Đấy. Môi gặp răng. Thụt cái môi lại một tí mà thụt cái môi dưới lại một tí là gặp răng thôi. Đúng không? Đúng không? Vấn đề mấu chốt của âm này là gì? Môi phải bám sát lên răng trong quá trình phát âm. Không phải đưa lên này. Phở, 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 phở. Thế là bảo phở. Đúng không? Tay nó dậy thế. Đúng không? Nhưng mà gì ạ? Mấu chốt của âm này môi phải bám sát lên răng. Bao giờ hơi xong mới thả môi ra. Được chưa? Quan sát cô làm nhá. Đúng chưa? Môi răng cảm thấy hơi nó phè phè ấy. Nó phè phè. Thấy hơi nó phè phè chưa? Rồi ạ. À, nó hơi lên mũi tí. Đấy giờ nó ngang ngang lên mũi. Chứ ta. Bảo đấy là em phờ đấy ạ. À, âm phờ đấy. Em cũng đưa môi lên răng còn gì nữa. Đúng không? Như em ra. Được chưa? Không phải thế đâu ạ. À. Đấy, phải môi làm sát lên răng. Vào từ nha. Bây giờ vào từ. Dễ không? Dễ hết gì. Bảo phát biết làm ngay. Rồi. Vào từ này. Đây cái quạt. Không độc lập. Đưa lên, nếu đưa môi răng ra, phen, phen, phen. Đưa ra thế đấy ạ. À. Nếu bạn đưa môi răng, vẫn đưa môi răng này. Phen, phen, phen. Đúng không? Nhưng mà đưa theo cách của cô là gì? Như này. Phen. Đúng chưa? Đưa lên. Phen. Hơi lần đường cuối một chút, gió dư âm chữ L. Được chưa? Phen. Đúng không? Phen. Được chưa? Tiếp theo. Cái điện thoại nhá, mình không đọc là phone, 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 không phải thế đâu, mà chúng ta phải đưa môi lên răng, duy trì sát này, phone, 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 phone. Thấy chưa? Đấy, phone, đấy, nó phải thế, chứ phải phone, my phone is out, đúng không ạ, không nói thế, mà đọc là my phone is out, my phone is out, yeah, okay. Rồi, tiếp theo ạ. Đây ạ, môi lên răng. Sờ. 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 Lờ đầu lưỡi chân răng. Tiếp theo ạ. Phờ cuối này. Laugh. 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 Tiếp theo. Coffee. 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 Coffee, đúng không? Phải thế. Coffee. Được chưa? Coffee. Rồi. Xin mời anh em tự đọc. Sau đó chúng ta sẽ nghỉ giải lao khoảng 5 phút cho chúng ta học tiếp ạ. Pen. Pen. Phone. Đọc xong thì nghỉ giải lao khoảng 5 phút nha. Feel. Coffee. 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 Love. Love. Fear. Love. Fear. Fan. 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 Fear. Fear. Love. Coffee. Coffee.
Coffee. Coffee. Coffee. Love. Tea. Phone. Phone. Anh nghĩ tại làm mẹ không nhớ ấy cũng bên kia thôi, em chưa nhảy đâu. Chắc là bên kia đi bạn.
Rồi, hết giờ nghỉ giải lao rồi. Xin mời quay trở lại. Rồi, xin mời quay trở lại à. Rồi, xin mời lớp, quay trở lại đi. Bật camera lên. À, tranh thủ đi đâu mất rồi. Hồng chạy đâu rồi? Nguyễn Nhung đâu rồi? Tranh thủ đi ăn rồi. Đây đây, em đây, em đây. Tranh thủ đi ăn này. Thương ở trên đấy, bên đấy chưa đến giờ nhỉ? Bốn giờ rồi cô ạ, bên em 4 giờ. À đây à, thế là qua giờ rồi à? Vâng, lúc bắt đầu học là vào giờ rồi. À đây à, thế làm chưa? Rồi ạ, à, em xong xong rồi em mới vào học. À, thế là thảo nào. Giờ chỉ có cô cho mình nói chuyện nhau hiểu luôn, chưa ai hiểu đâu. Dạ. Chị Hồng phải đến đoạn nữa. Hiền cũng phải đến đoạn nữa. Mới hiểu chuyện gì nhờ. Rồi, bây giờ là học nào. Rồi, này, phải môi lên răng đây rồi. Rồi, xin mời. Âm này. Môi lên răng, ra âm. Sánh mũi tên, ra âm. Được chưa? Tôi mời. Ai cho anh trèo như thế, xuống. Kéo cái rèm dịch vào một tí cho mẹ. Rồi, môi lên răng đúng không? Môi lên răng này. Nhưng vấn đề của chúng ta không phải là môi lên răng như này, đên lên cái thả ra. Vờ, 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 vờ. Không phải như thế ạ. Được chưa? Kéo dịch vào, không phải kéo dịch ra. Được rồi, đấy. Được chưa? Đây, không phải đưa môi lên răng là. Đây, cô cho bạn nhìn màn hình nó dễ ạ. Không phải môi lên răng là vờ, vờ, vờ. Được chưa? Không phải như thế. Mà môi lên răng phải môi phải bám sát lên răng. Duy trì sát lên răng. Vấn đề của ông này là đó. Được chưa? Ok. Rồi. Chúng ta bắt đầu làm nào. Đưa môi lên răng. Âm phờ làm quen rồi đúng không? Thì âm này môi lên răng cứ thế mà thôi. Bám sát môi lên răng thôi. Bắt đầu phát âm này. Đấy. Thấy chưa? Âm nó rung không? Thấy môi nó tê tê chưa? Thấy môi nó tê tê thì là chuẩn rồi. Được chưa? Đấy. Đưa môi lên răng, tê tê. Được chưa? Đấy, nó hay ở chỗ đấy. Dạ. Đó, rồi. Ok. Và chính âm làm nó hết chưa ạ? Làm lại thế nào, cả lớp làm lại thế nào. Bật cái mic lên cô mới nghe được. Ok. Làm được hết chưa? Thấy môi nó tê tê chưa? Rồi. Rung rung tê tê. Ừ, nó tê tê là chuẩn bởi vì là chúng ta bám sát môi của răng mà. Thì bắt đầu nó tê tê. Dạ, bởi vì nó ta âm mà. Đấy, dạ. Rồi, vào từ thử nha. Đây, chúng ta vào từ này. Không đọc vét, nếu mà vét có nghĩa là môi không lên răng, vét vét vét, được chưa? Mà môi của chúng ta nó phải gì? Đây, bám sát lên răng này. Vét. À. Vét. Môi răng này. Vét. Vét. Chứ không phải là vét 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 vét, được chưa? Là môi không chạm vào răng. Thì âm này nó sẽ tạo ra bởi môi và răng. Ok. Tiếp tiếp ở cuối một chữ thì nhớ âm này phải đọc nhỏ bằng 2/3 so với âm trước nó, đúng không? Vậy ở bên cuối chữ vừ của chúng ta không được to mà chúng ta chỉ nhỏ thôi, âm cuối chúng ta sẽ nhỏ. Chúng ta đọc nhá. Không đọc move không là mất any sound, cũng không đọc move như lại cô dạy đâu, mà nó chỉ có chút dư âm của chữ vừ ở cuối một tí thôi, được chưa? Cùng nhau đọc nhá. Mím môi lại chữ m này. Move. Move. Yeah. Move. Move. Đấy. Đưa môi lên răng hơi một chút thôi. Move. 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 Yeah. Có một chút, được chưa? Ok. Tiếp theo, không đọc view nhá, mà mím môi răng này. View. 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 Đấy, môi răng này. View. Dạ. View. 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 Đấy, đưa môi răng.
View thì là không chuẩn chữ g, chưa? Thế xe tải có đọc là van mà môi răng này. Van. 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 Thế nên không đọc leap không? Leap không thì người ta không hiểu leap đấy là leap gì, leap sống hay leap rời hay là leap gì nữa không hiểu. Đúng không? Mà phải có âm v cuối nhưng mà nhỏ thôi, ngắn thôi. Dạ. Live. Live. Có một chút dư âm nhỏ nhỏ. Live. 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 Ok. Rồi xin mời chúng ta đọc lại từ này một lượt ạ. Tự đọc ạ, tự đọc. Nhớ môi bám sát răng. Move. Move. View. View. Đúng rồi. View. Live. Live. Van. Tốt. Van. Đấy. Van. Van. Đấy, môi răng này. Van. Cứ môi bám sát răng. Van. Đấy, đọc thế. Van. Môi bám sát răng. View. 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 Sát môi răng. Và đọc. Dạ. Leave. Leave. Mấu chốt của âm này đó là môi phải bám sát lên răng khi phát âm. Nhớ nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ so sánh này. F trước, V sau nhá. F ra hơi trước nào, cùng nhau đọc này. Ra âm này. Ra hơi. Ra âm. Ra hơi. Âm. Rồi bây giờ là từ này. Trong từ safe an toàn và safe tiết kiệm khác nhau hoàn toàn. Nếu không đọc safe safe thì hai thằng như nhau, chả biết thằng safe là thằng nào luôn. Còn ra safe Việt Nam luôn đấy. Được chưa? Ok đọc nha. An toàn này. Safe. Môi ra. Safe. Safe. Tiếp theo này. Safe. Safe. Đọc lại nào. Safe. Giờ khác nhau một thằng vờ một thằng phờ nha. Tiếp theo không đọc phai vai đâu nhá. Môi răng này, fan. Fan. Có hơn nữa cuối á, fan. Fan. Môi lên răng này, vành. 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 Ấn một chút. Vành. Tiếp theo, không đọc view view nữa nha. Môi răng này, fill. Fill. Môi răng này, fill. Fill. Đúng rồi. View. Tiếp theo, view. Môi răng này, fast. 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 Dạ, bảo từ nhá. Fast. Fast. V này môi răng này. Vast. 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 Okay. Tiếp này, môi răng. Fairy. Fairy. V này môi răng này. Fairy. Fairy. Rồi, xin mời tự đọc các âm này một lượt ạ. Fairy. Tự đọc các âm một lượt ạ. Fairy. Fast. 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 Very. Very. Fast. Fast. Very. Very. Được chưa? Đọc xong hết chưa? Rồi. Chúng ta sẽ sang âm tiếp theo nha. Đó là âm này. Đây. The đúng không? Các bạn thấy không ạ? Tất cả các âm thì cô đều dạy các cặp âm ấy, cô đều dạy gì? Âm ra hơi trước, sau đó mới dạy âm ra âm đúng không ạ? Nhưng riêng cặp âm này thì cô lại dạy âm ra âm trước, sau đó ra hơi sau. Bởi vì sao?
cái âm này, âm ra âm lần này, âm ra âm lại dễ hơn âm ra hơi. Còn các âm khác thì ra hơi dễ hơn ra âm. Được chưa? Mà thông thường các bạn đọc được những âm dễ thì âm khó sẽ là rất dễ. Nhưng nếu mà bạn đọc thì học âm khó trước và âm dễ sau thì nó lại đi quy trình ngược lại. Được chưa? Ok. Rồi, âm này chúng ta lưu ý, âm này được gọi là âm răng lưỡi. Vậy thì âm răng lưỡi thì vấn đề chúng ta có gì? Hai răng và một lưỡi. Dùng hết hai răng hay là chỉ dùng một răng thôi? Dùng hết ạ. Đúng rồi, dùng hết. Âm này là âm giá. Âm. Nhớ là ra âm nha. Răng lưỡi thì đương nhiên âm sẽ tạo ra bởi răng và lưỡi. Vậy làm thế nào để răng với lưỡi chạm vào nhau? Chắc chắn là âm này sẽ phải răng với lưỡi tạo ra âm. Chứ không thể nào mà gì ạ? Cái khác được bởi nó gọi là răng lưỡi mà. Đúng không? Vậy làm nào để răng với lưỡi tạo ra âm? Giờ giờ giít tát di dâu à? No. Quan sát này. Đặt lưỡi ra khỏi hàm răng. Hai răng xít vào lưỡi. Đây, cắn cắn vào lưỡi, cắn nhẹ nhẹ thôi, đừng cắn mạnh nhé. Cắn mạnh ít mẩu lưỡi hỏng. Yeah. Đặt lưỡi ngoài hàm răng, hai răng xít vào lưỡi. Yeah. Nhớ khi phát âm này, khi phát âm thụt lưỡi lại. Thụt lưỡi lại. Đồng thời đẩy âm ra. Chứ cô không dạy các bạn thụt lưỡi lại, há cái miệng ra như này. Không thế, cô không dạy các bạn là gì ạ? Giờ, 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 giờ. Là há cái miệng ra như này, nhớ chưa? Không dạy như thế đâu nhá. Người Việt mình toàn thế thôi. 10 người thì 9 người, 9 người rưỡi như thế. Nếu không dạy. Không dạy thì 9 người rưỡi như thế. Nên xem video thằng Tây ấy. Khi nó bảo là đặt lưỡi ngoài hai răng như này cũng làm thế đúng không? Nhưng khi nó cho đâm thì gì ạ? Nó thụt lại là giờ. Thế còn mình thì giờ, 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 giờ. Cứ làm thật lực. Họ tưởng mình đúng. Nhưng mà gì ạ? Chả giống tí nào à, đúng không? Người Việt mình thói quen thế cũng biết hết mà. Ai cũng thói quen thế. Em bảo giờ đặt lưỡi ngoài đây. Thằng bảo cô bảo gì? Giờ, giờ. Thì cả lớp lại gì? Giờ, giờ, giờ. Được chưa? Đó. Cái sai của người Việt Nam bình thường là như vậy. Được chưa? Vậy thì cái quan trọng nhất của âm này là gì ạ? Lưỡi và sát gì ạ? Đụt lưỡi lại, âm từ trong đẩy ra. Chứ miệng không mở ra, bởi vì miệng mở ra thì có nghĩa là lưỡi. Thì lúc đấy là gì ạ? Răng và lưỡi có tiếp xúc với nhau ra âm đâu. Mà gì ạ? Âm họng các bạn dài chứ. Âm họng các bạn dài chứ. Có phải là âm bởi răng và lưỡi đâu. Đúng không? Vậy nên là phải gì ạ? Đây, đặt lưỡi ngoài làm cho cổ. Dậm. 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 Chứ phải giờ, 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 giờ. Được chưa? Dễ không? Dễ thôi mà này. Dậm, 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 dậm. Nhớ chỉ thu đuổi lại đẩy âm ra thôi. Đừng ngâm há cái miệng ra được. Không dạy há miệng nhá. Được chưa? Biết các bạn biết há rồi nhưng mà không dạy há miệng đâu. Được chưa? Ok. Và từ. Mấu chốt nó chỉ thế là dặn các bạn làm được ngay. Nhưng mà không dặn thì các bạn sẽ há miệng ra hết. Đúng không? Ok. Rồi đầu tiên cũng dây nhá. Dây, dây nhảy nó không được đâu. Đặt lưỡi ngoài này. Very. 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 Đặt lưỡi ngoài. Cũng nó ra chữ dây đấy. Very. Very. Yeah. Tiếp theo này. Không đọc zit. Zit là lưỡi thò ra ngoài đâu. Đặt thò lưỡi ngoài này. This. 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 Yeah. This. Không đọc pha giờ nhá. Giờ là giờ, giờ của Việt Nam rồi. Đọc này. Môi răng phờ này. Phò. Dợ. Đặt lưỡi ngoài mà làm. Phò. Môi răng. Phò. Phò. Dợ. Phò. Phò. Dợ. Làm đi. Làm chậm chậm thôi. Từ từ thôi. Ban đầu chưa quen đâu. Phò. Dợ. Phò. Dợ. Ờ, đấy. Làm như thế. Dợ. Phò. Tiếp theo anh trai nhá. Không đọc bra giờ đâu. Mím cái môi lại này. Bra, 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 thì phải đúng quy trình là thò lưỡi ra ngoài. Còn bao giờ các bạn quen rồi
thì lưỡi sẽ tự điều chỉnh được hết. Khi bắt âm các bạn không nhìn thấy lưỡi thò ra ngoài một tí nào cả, nhưng mà âm vẫn chuẩn. Ví dụ cô đọc nhá, các bạn có thấy lưỡi cô thò đây, cô dạy các bạn thì cô mới thò ra ngoài cho các bạn nhìn thôi, để các bạn làm theo thôi. Còn khi cô đọc các bạn thấy lưỡi cô không hề thò tí nào nhá. Quan sát này. There, this, father, brother. Thấy không ạ? There, this, father, brother. Thấy không? Thấy thò ra không? Không. Bởi vì sao cô chỉ thò ra xíu này. Bắt đầu quen rồi chỉ thò ra tí này. Dí cái tẹo này. Đấy là quen rồi, còn bao giờ các bạn chưa quen, các bạn dí ra một tí thì nó mất âm đấy. Bây giờ các bạn cứ phải thò ra dài dài tí này. Hà dài hơn cô một tí. Còn cô thì cô chỉ dí cái tẹo này thôi. Âm đã chuẩn rồi. Đến răng này. Nó thò ra răng có một ly nhỏ xíu à. Bây giờ. Đấy cô chỉ đọc như thế thôi. Còn các bạn chưa quen nó phải đặt ra ngoài. Cho nó quen đi đã. Bắt đầu quen rồi sẽ chỉnh âm. Cô đọc này. Đây. This, brother, father. Đấy các bạn thấy không, không có thò ra ngoài đúng không? Không nhìn thấy đâu. Nhưng đấy là quen rồi, còn các bạn chưa quen thì các bạn phải đọc cho chuẩn. Nào mẹ nói con đi nào nhỉ? Con rửa bát chưa? Vậy con ra đây chơi một gì? Thật chưa? Tiếp ạ. Đây, mí môi lại. M nhá, mí môi. M, d. M, d. M, d. M, m, d. Mà nhằm thì mẹ dạy chỉ thích ra nhòm nhau nhảy nhảy cho mọi người nhìn thấy, thích thể hiện. Má. Nhưng mà đấy, ăn xong cho rửa bát đi, một đống bát lên rửa. Bây giờ là nhiệm vụ của bạn đây là rửa bát. Mẹ, mẹ có giờ rửa bát không? Sự nghiệp đó cô. Đứng đi rèn rèn bao lâu nó mới ít đâu, phải tự nhiên nó biết rửa bát đâu. Đặt đầu nó còn đang nó đổ một cả bát một nước cái nước rửa bát Amway nó đem nó đổ cả lọ, mất mấy lần đấy, mất mấy lần nó đổ rồi, xong nó đổ nó khô lắm nhá, à, nó đổ xong rồi nó cho nước nó cho nước vào đầy nguyên thế, mẹ rửa cho nước mà chẳng thấy mọt, biết ngay thằng này đổ rồi, nó đổ đổ hết chai, nó rửa xong là nó đem cho nước vào, nó vẫn đầy chai, lâu không đấy nó thế mà. Không có đợt là nhanh rửa. Nhanh rửa vẫn còn lâu, mẹ bắt ra rửa lại, mẹ hết bát là mẹ bắt rửa lại. Từ ngày đấy bây giờ là gì ạ? Sợ rồi. Nó không dám rửa lung tung nữa. Thì rửa sạch. Rồi. Nào, mím môi lại nào. Mo. Dậm. Mo. Mo. Dậm. Mo. Mo. Dậm. Mo. Tiếp theo miếng vải, miếng vải hoặc cái rẻ nhá, chữ này là miếng vải hoặc cái rẻ đúng không? Đây là clothes. Nhớ tờ đấy thì đọc nhỏ bằng 2/3 so với trước nó, ra rồi đi. Cái gì? Clothes 4 lần. Bốn lần hoặc năm lần được. Cô đang nói là cô đọc này. Clothes. Thì chúng ta chỉ tờ cuối một chữ nhưng đọc nhỏ thôi nhá, đừng cho to quá. Được chưa? Nó chỉ có clothes. Các bạn biết cái từ quần áo đọc là gì không? Biết quần áo đọc là gì không? Nếu bạn đọc không chuẩn thì nó ra là một là rẻ hay là quần áo, chẳng biết từ nào là từ nghĩa là gì đâu. Thế bạn quần áo đọc là gì? Clothes. Clothes là người ta rẻ thôi. Closer. Rẻ không vải thôi. Em toàn đọc rẻ đấy. Em toàn đọc Closer. Rẻ. Chuẩn. Quần áo rẻ luôn. Nghe Closer. Này, chữ Closer. Quần áo ấy, nó tận cùng âm Z. Tận cùng của nó là âm Z. Closer. Đọc là Closer. Đọc này. Close. Tự nhiên là gì ạ? Tôi thường mặc quần áo. Tôi thường mặc quần áo đẹp khi đi ra ngoài. Thì gì ạ? I often wear nice clothes. Yeah. When I go out. Yeah. Nice clothes. When I go out. Yeah. Đấy, nó đọc thế. Clothes. Z gì hay răng vào? Yeah. Clothes. Đúng chưa? Con từ này là clothes. Nhỏ hơn clothes. Chưa? Vậy bây giờ phân biệt rẻ với lại quần áo chưa? Mừng quá quá. Chưa giờ em đọc rẻ rách quần áo thành rẻ luôn, đúng không?
Đấy chưa? Quần áo là clothes, không phải clothes gì đâu nha. Yeah, clothes. Clothes. Yeah. Clothes. I wear clothes. Đấy chưa? Đấy. Clothes. Tôi bây giờ xin mời đọc lại những từ này một lượt ạ. À. Đặt lưỡi ngoài. They. They. This. They. Môi răng. Father. Father. Mím cái môi lại. Brother. Brother. Mím cái môi lại. Brother. Mother. Mother. Clothes. Father, this, they. Đâu đặt lưỡi ngoài. They. Đọc đi đọc lại cho quen. Đặt lưỡi ngoài và đọc. They. Để nó thành quen. Đọc mấy lần, 3, 4, 5 lần liên tục mà. Đã quen hết mà. They. Là dây nhảy ngay. They. Con chưa? Mỗi cái thỏ lưỡi ra thôi mà. Thỏ lưỡi ra không biết thỏ chị. Thầy bảo là cô em lưỡi ngắn không thỏ được. Lưỡi ngắn vẫn thỏ được. Rồi. Hôm nay nhá. Ra hơi, đánh mũi tên ra, ra hơi. Thở. Thở. Ra hơi, không phải đọc thở đâu, cô đọc tiếng Việt nó thế đấy. Còn phát âm đâu phải thở đâu. Thở. Mình học người lớn thì mình phải học từ âm này, như trẻ con thì nó học nhanh lắm. Như bạn này cô bây giờ phát âm chuẩn hết tất cả các âm. Nó thành tự nhiên ấy. Nó nói tiếng Anh nó cũng có họng của nó đấy. Cũng tức là khi mà nói tự nhiên ấy, họng nó nói hay cực. Cái nó học từ bé giáo viên bản ngữ ấy, nó thành một thói quen ấy. Nó trở thành kiểu cứ học, tức là các bạn nhỏ này thì cô biết cái quy trình mà. Các bạn nhỏ thì cứ học giáo viên bản ngữ thôi. Các giáo viên nước ngoài ấy phát âm chuẩn ngay từ đầu, nó tự nó theo ngay mà. Nhưng mà nếu mà các bạn nhỏ mà học giáo viên Việt Nam mà sao hỏng hết. Nó theo ấy, theo thành gọi là như kiểu là bẩm sinh tự nhiên ấy. Nó trở thành kiểu như kiểu là như tiếng Việt của mình nó trở thành như thế. Nên nó bị như thế, nên là các bạn nhỏ tốt nhất là đừng tiết tiền cho học giáo viên Việt Nam, mệt lắm. Giáo viên Việt Nam ít người phát âm chuẩn lắm. Nên là về đọc sai hết này. Đọc polite đi. Đọc polite là chuyện bình thường. Đọc là gì ạ? Tiếng Anh nó không đọc polite mà nó là policeman. Đọc như vậy. Nên là như bạn nhà cô ngay từ đầu, từ bé thì cô toàn cho học giáo viên nước ngoài thôi. Bây giờ nó phát âm quen rồi. Thì bây giờ kể cả bây giờ cho nó học giáo viên Việt Nam nhá. Nó cũng biết là đọc âm đấy như thế nó thành quen rồi. Giáo viên Việt Nam thì nó cũng vẫn thành quen cũ như cũ âm của thầy rồi. Nên là nó cũng không bị ảnh hưởng nhiều đâu. Đấy. Có thể nó vẫn bị ảnh hưởng bởi vì là nó nghe nhiều Việt Nam thế quá nó tự nhiên lại bắt chước lại. Nhưng mà cái gì mà ảnh hưởng nó đầu tiên ấy thì thông thường nó ấn tượng sâu sắc nhất. Nên là khó bị thay đổi lắm. Nên các bạn có thấy rằng là trẻ con nhỏ nhỏ cứ cho nó học giáo viên nước ngoài thời gian đầu. Xong đó phát âm của nó chuẩn rồi thì lúc đấy thôi ít tiền cho học giáo viên Việt Nam cũng được. Nhưng mà nếu có tiền thì cứ cho học giáo viên nước ngoài nó chả sao. Nhưng mà cái là giáo viên nước ngoài thì nó lại ở chỗ là gì ạ? Cái ngữ pháp của nó lại không ổn. Nên là vẫn cứ phải kết hợp, tức là sau này thì vẫn phải kết hợp cả Việt cả Tây. Cái là gì ạ? Tây để cho nó phần nghe phần nói. Thế còn ta thì để cho phần phát ngữ pháp. Đấy. Thì là đấy, nó chỉ là hai phần như thế. Đó, hay ở chỗ đấy. Nhưng mà các bạn thấy không ạ? Bây giờ các bạn search bất kể một loại ngữ pháp ở trên mạng. Bất kể một loại ngữ pháp nào trên mạng, các bạn cứ search xem. Nó chỉ có một dạng bài tập duy nhất. Một sắp thành câu hoàn chỉnh. Hai là điền từ. Ba là gì ạ? Chia động từ trong ngoặc. Nó chỉ có mấy cái dạng bài đấy thôi. Chẳng có dạng bài nào dạy các bạn là gì ạ? Đặt câu, gấp ghép đặt câu hết. Bạn cứ search trong 10 bài ngữ pháp thì 10 bài ngữ pháp như thế. Thế thì làm sao mà chúng nó có thể nói được theo ý muốn của mình được? Mà muốn nói theo ý muốn của mình thì ạ? Xin mời đi học thuộc. Đúng không? Nên các bạn thấy không ạ? Học cô nó khác hẳn.
biết đặt câu, biết lắp ghép, biết các kiểu theo ý muốn của mình đúng không ạ? Hay là gì ạ? Hôm nay vừa lớp buổi sáng vừa đặt câu như này, cô bảo là gì ạ? Tôi thường tôi đi ra ngoài rất thường xuyên. Tôi đi ra ngoài rất thường xuyên. Thế thì cái câu đấy đặt như thế nào? Hay là gì ạ? Nếu mà bình thường các bạn làm những cái câu ngữ pháp kia, các bạn đố phải làm được đấy. Tôi đi ra ngoài rất thường xuyên. Tôi đi ra ngoài rất thường xuyên. Vậy rất thường xuyên loại từ là gì? Rất thường xuyên loại từ là gì? Chỉ tần suất. Trạng từ, đúng rồi. Trạng từ chỉ tần suất thế này, đúng không? Thế mà gì ạ? Bạn theo ngữ pháp trên mạng nó bảo là gì ạ? Trạng từ chỉ tần suất sau to be trước động từ thường. Thế là cô đặt luôn trước động thường luôn. Thế là hỏng bét câu này của cô rồi. Bởi vì câu này cô có muốn là cái, cô có muốn trạng từ thường xuyên nên nó bổ, nó nhấn cho động từ đâu, đúng không? Cô muốn nhấn cho động từ đâu mà cô muốn cho nó bổ cái câu mà. Tôi đi ra ngoài với tần suất thế nào? Rất thường xuyên, đúng không ạ? Vậy trong trường hợp này cô đang muốn là gì? Nó bổ cho cả câu, vẫn cho ra cuối. Chứ phải cứ often là phải đặt trước động từ đâu, đúng không? Đúng không ạ? Vậy câu đấy sẽ là gì ạ? I go out very often. Đúng không? Hoặc là too often. Too hoặc very đều được. Đúng chưa? Đặt cuối câu được mà. Theo đúng ngữ pháp cô dạy. Xong, đúng không? Nên đấy, có ai dạy đâu. Thế mà bình thường mà gì ạ? Cứ theo cái động từ mà chia trước động từ thường là cứ thế mà làm. Thành thói quen. Nhưng bây giờ bạn học, bạn hiểu bản chất rồi, nó đơn giản lắm. Bạn nói tất cả câu theo ý muốn mình, đúng không ạ? Đi mà tìm mấy cái bài đáp lấy question trên mạng xem. Chỉ có gì ạ? Chia động từ trong mạng. Cứ thứ hai là gì ạ? Đặt câu với những từ gạch chân. Hết. Hai dạng bài hết, muôn thủa. Thế sau ra ngoài, đi giao tiếp thì có từ gạch chân mà đặt không? Có chia động từ trong mạng mà làm không? Hay giao tiếp là phải gì ạ? Nói theo ý muốn của mình, Phật ra theo ý muốn của mình, đúng không? Thế thì căn cứ vào thực tế mà học chưa, đúng không ạ? Thế mà giao tiếp một kiểu mà gì ạ? Các cụ dạy trên trường một kiểu, họ nhồi nhét cho nó làm sao gì ạ? Ngữ pháp nó điểm nó cao à, làm cho căng mắt lên. Cuối cùng là gì ạ? Ngữ pháp học đến tận tít 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 đầu xong, sang năm nó lại quên hết, sang năm nó lại học lại, sang năm nữa nó thi xong nó lại quên hết, sang năm nó lại học lại. Cuối cùng là gì ạ? Mấy năm cấp 2 xong mấy năm cấp 3 cứ nhái đi nhái lại, cứ quay đi quay lại vẫn quên. Thế nên đại học nó cũng như thế. Ra trường nó quên sạch. Là em không? Ra trường quên sạch. Thế bây giờ các bạn thử xem không? Cái ngữ pháp cô dạy xong bây giờ các bạn nói được rồi quên làm sao nổi? Khi bạn nói được rồi, nếu bạn nói được rồi, đúng không? Bây giờ đang giai đoạn luyện thì đương nhiên nó sẽ quên, nghỉ quên ngay. Nhưng mà các bạn nói được rồi xem, thành cái máy quen rồi xem. Đố quên được này, có bà ma 3 năm, 10 năm nữa các bạn có không dùng đến răng nữa, nhưng mà nó chỉ quên cái phần nào nhỏ nhỏ xíu xíu thôi. Nhưng mà gì ạ? Quay ôn lại phát nhanh cực luôn, nhớ hết, lại nói được bình thường, đúng không ạ? Đấy, nó phải thế. Nên là cái gì nó phải đi vào thực tế, chứ không phải là dạy các bạn xong để các bạn đi vào lý thuyết thi cho nó qua, đúng không ạ? Làm cho nó giỏi ngữ pháp. Em chỉ giỏi ngữ pháp thôi, đúng không? Rồi, vào từ nhé. Đây, thở đây, đúng không ạ? À, nhớ này, nó vẫn là âm răng lưỡi. Vì vậy âm sẽ tạo ra bởi răng và lưỡi. Nhưng tuy nhiên, âm này của chúng ta dùng lưỡi trên và răng trên. À lưỡi, răng trên và mặt lưỡi trên. Răng trên và mặt lưỡi trên. Răng dưới, mặt lưỡi dưới không cần thiết phải tiếp xúc. Nó chỉ hơi chạm nhau xíu thôi. Còn chủ yếu là mặt lưỡi trên và răng trên phải tiếp xúc với nhau trong trường hợp này. Được chưa ạ? Và chúng ta quan sát đây ạ. Đây. Yeah. Đây nhá. Nhớ không được thả cái miệng ra nhiều đâu. Nhá, quan sát này. Được chưa? Đây, à, lưỡi ngoài này. Chỉ mặt lưỡi trên và hàm răng trên tiếp xúc, còn dưới thì chỉ hơi tiếp xúc tí thôi. Đấy. Chưa? Tiếp tục đặt ra ngoài. Đúng không? Tại sao cô không dạy các bạn làm nhanh như này, như thằng Tây nó dạy các bạn là. Tại sao không dạy thế đâu biết. Nếu cô dạy thế vào từ gọn mất hết luôn, mất hết hơi. Cô dạy thế các bạn vào từ mất hết hơi luôn. Cái thứ hai là âm nó rất là hơi, nó rất là cứng. Nó rất cứng vào từ nó là sinh, sinh, sinh. Thế thằng Tây là đọc là sinh, sinh không? Không. Nhưng khi nó dạy âm các bạn nó sẽ dạy nhảy.
Thế là cả lớp gì? Làm thế. Thay vào từ đọc think. Thì chưa? Cô đã từng học theo những video của nó rồi, rất là hỏng hết. Thế nên là cô phải gì ạ? Điều chỉnh lại để làm thế nào để các bạn vào từ chuẩn theo đúng của bản ngữ nó vào từ thì phải đọc như này. Chặt lưỡi ngoài. Đấy, nghe đọc chậm đây. Là môi răng này. À lưỡi vào răng này. Đấy, nó phải như thế. Dạ. Đấy. Dạ, đấy nó phải như thế ạ. Dạ, nếu bạn thở nhiều thì bạn phải hít hơi lại nhá. Vì hơi lại yếu thì không làm được đâu. Dạ. Rồi đặt lại nào. Thế nên khi vào từ này, vào từ nó khác hoàn toàn nhá. Các bạn thử vào từ mà xem. Đây này. Ví dụ vào từ này nhá. Bạn không nghe thì thin đâu. Mà nghe này. Thin. Đấy, nó rất mềm mại nhá. Thin. Nó khác việc thin. Được chưa? Đấy là cái âm mà chúng ta vào ngay. Ta này. Thin. Được chưa? Làm lại nào, chúng ta cùng làm lại âm thờ này. Đây, đặt lưỡi ngoài. Vào từ này. Thin. Đặt lưỡi ngoài. Think. Đặt lưỡi ra ngoài. Thank. Không phải đặt lưỡi ngoài. Thank. Không phải thế đâu ạ. Được chưa? Đặt lưỡi ngoài này. Thank. Đặt lưỡi ngoài. Think. Nhớ chặt lưỡi vào răng ra hơi một tí. Think. Yeah. Tiếp tục này. Think. Nó như thế đấy ạ. Chúng phải think, fit, 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 cái gì, fang, không phải thế đâu ạ. Được chưa? Ok. Nó phải ra một chút hơi trước thì âm nó mềm mại. Được chưa? Ban đầu các bạn tập thì nó hơi chậm một tí. Cô dạy các bạn đọc theo kiểu như thế. Và sau này thì âm nó sẽ rất mềm mại. Thành quen. Đấy, đọc lại lần nữa nhé. Đọc lại lần nữa này. Thin. Đọc tiếp này. Thick. Thin. Think. Chưa? Đó, nó sẽ như thế nha. Tiếp này, từ không có gì ấy, là na, không đọc nothing đâu nha, không đọc nothing. Mà đặt lưỡi ngoài này, nothing. Sau đó thụt cái lưỡi lại hơi ngừ một tí. Nothing. Tụt cái lại hơi ngừ thì nothing. Tôi không có gì cả. I have nothing. Not I have nothing. Được chưa? I have nothing. Được chưa? Đấy. Nothing. Đúng rồi, đấy chính xác. Nothing. Chứ I have nothing. Không đọc thế, I have nothing. Không đọc thế, I have nothing. I have nothing. Yeah. Ban đầu thì hơi chậm một tí nhá. Chậm một tí. Rồi bây giờ cô sẽ dạy lớp cách đọc của âm thờ ở cuối một chữ. Không giống Tây nó dạy đâu. Các bạn thấy không? Tất cả Tây nó dạy nhá. Nó đọc đúng một âm như thế duy nhất. Còn đằng cuối bạn thích đọc thế nào thì đọc. Nếu đằng cuối bạn đọc như thế thì sai hẳn luôn. Không thấy thằng Tây nào đọc ở cuối giống như âm mà nó dạy cả.
Thế nhưng ở cuối nó đọc khác hoàn toàn. Vậy thì để âm cuối đọc như nào thì các bạn sẽ cần phải gì ạ? Đặt tay, ngửa tay lên ạ. Ngửa tay lên. Bây giờ các bạn đang tưởng tượng trên tay các bạn rất nhiều bụi ở trên tay nhá. Rất là bẩn, vừa chơi cát, vừa chơi chơi trong tới đất xong rất là nhiều bụi ở trên tay này. Và bây giờ làm nào thổi một phát cho hết sạch bụi trên tay. Thổi một phát cho hết bụi trên tay. Môi làm nào? Môi thế nào? Trụ như huyết sáo đúng không? Vậy bây giờ tay trên tay các bạn không phải là bụi nữa, mà trên tay các bạn là cát. Vừa mới nghịch cát, vừa xây lâu đài cát xong nhét nhiều cát trên tay này. Cát thì nó sẽ nặng hơn bụi đúng không? Vậy làm thế nào bây giờ thổi một phát cho hết sạch cát trên tay lên? Thổi mạnh. Ít thôi. Quan sát xem nhá. Quan sát xem, ngoài cái môi ra các bạn còn dùng cái gì nữa? Lưỡi đấy. Lưỡi. Lưỡi đúng rồi, lưỡi làm nào? Đẩy. Đúng rồi, cong như này đúng không? Đúng không? Ngoài cái môi ra phải dùng lưỡi nhảy đúng không? Chẳng qua các bạn ngập miệng lại nên lưỡi không nhìn thấy rồi. Đây. Đấy, cô mở cho các bạn nhìn đấy, đúng không? Đây nhá, các bạn quan sát nhé, không cô làm xong cô mở cho các bạn nhìn nhá. Đây. Ừ. Nhìn thấy chưa? Nhìn cái lưỡi bên trong chưa? Rồi. Đúng không? Đó. Buồn tròn lưỡi. Vậy thì âm thờ ở cuối một chữ, chúng ta hình miệng giống hệt như vậy, là chúng ta gì ạ? Môi trụm lại và lưỡi cũng hơi cong như này. Cơ. Cong được lưỡi không? Cong hai bên mà. Cong hai bên hai thành à. Có bạn bảo lưỡi em nhỏ lắm em không cong được. Nghe chưa? Em cong mà nó sẽ bị qua răng. Lưỡi nhỏ biết là lưỡi gì không? Lưỡi rắn không cong được. Lưỡi nhỏ, lưỡi rắn đi. Cái thằng nào há lưỡi rồi lưỡi giống lưỡi rắn mà thằng này độc ác. Rắn độc ác hay dối trá mà, đúng không? Rồi, thông thường thì ai cong được, lưỡi không xương mà, đúng không? Đấy. Được chưa? Nhưng lưu ý này, khi vào từ thì không nhất thiết là hơi nó phải ra mạnh thế đâu ạ, nó chỉ cần trụng cái lưỡi và trụng cái môi vào thôi. Sau đó chúng ta ra từ này. Lưỡi ra hơi nhẹ nữa ạ. Dạ. Ra luồng hơi rất tròn. Vào từ nhé. Bây giờ chúng ta vào từ. Chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Hơi của chúng ta khác hẳn này. Để đọc nhá. Cái miệng này. Cái miệng của chúng ta ấy. Đọc không chuẩn ra miệng với chuột giống nhau. Cái miệng với cái con chuột giống hệt nhau là hỏng hết. Để đọc nhá. Để. Màu. 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 Để cuối cùng này. Màu. 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 Chụp cái môi ở phù ra. Màu. 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 Phía nam nhá. Phía nam của chúng ta này. Sầu. 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 Chụp cái môi và chụp lưỡi vào không hả? Dạ. Răng nhá. Răng của chúng ta này. Sầu. 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 Nhiều cái răng này. Sầu. 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 Nên chúng ta không nói là I often brush my teeth in the morning. Không nói thế. I often brush my teeth. Brush my teeth in the morning. In the morning. Brush my teeth. 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 Được chưa? Đấy, nó phải thế. Brush my teeth. Đọc lại này. Màu. 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 Tàu. 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 Chị Hiền nào cũng như con mọn nhỉ? Tàu. Con mọn mà. Con nhà ai mà chịu khó chăm thế? Ơi hả? Tưởng hôm trước bảo con hàng xóm mà. Không, đấy thằng khác. À, thằng khác hả? Nào thế lúc này. Thấy chị Hiền lúc nào học trong tình trạng một trên công ty vừa học lại vừa xử lý công việc.
Còn ở nhà thì vừa học vừa bế đứa con. Chịu khó cô nhỉ? Vậy chịu khó quá. Luôn tay. Hai tuổi. Việt Nam. Đúng kiểu phụ nữ Việt Nam đảm đang. Càng đảm đang càng chết. Đảm đang quá. Nên là cái gì cũng đến tay. Đúng không ạ? Phụ nữ Tây nó có thế đâu, nó có đảm đang đâu, nó sướng. Phụ nữ Việt Nam cứ đảm đang cho lắm à? Cái gì ôm mọi người. Phụ nữ Tây như em ở bên này thấy không làm cái gì luôn. Không làm cái gì. Nuôi con đấy. Đi. Để cho thằng chồng nó sầu một tí, cho nó biết khổ. Ôm nó sướng, nó nghĩ rằng là chồng con dễ lắm. Cho nó thỉnh thoảng dở vờ hôm nay đi công tác buổi. Cho nó ở nhà nó trông con buổi. Cho nó biết. Đó. Nha. Yeah. Ờ, được sinh ra phụ nữ bên Tây sướng thật. Suốt ngày được lăng niu với chiều chuộng. Chắc là rồi, sống trong thì cứ phải khổ làm gì. Đúng không? Sống thì cứ phải gò bó rồi phải tối đầu tắt mặt tối làm gì cho mệt ra. Bây giờ bạn lấy chồng Tây luôn đi. Ờ, lấy chồng Tây. Đúng không? Không thì đấy bây giờ có tiếng rồi đi lấy chồng Tây cũng được. Đúng không? Đang ở Tây lấy chồng Tây luôn. Cứ nói từ An đấy. Nói đi nói lại là được sinh ra ở Việt Nam thì vẫn yêu Việt Nam, vẫn muốn về Việt Nam. Cũng như là được sinh ra ở đâu bây giờ vẫn muốn về đó. Được xuất xứ từ đâu thế là bỏ luôn chồng luôn lấy chồng Tây thật chết. Không, không đi theo đâu. Tính cô thực ra là nói chung là sống nó phải thoải mái, sống lại cứ phải giống như kiểu ngày xưa thức khuya dậy sớm đâu mình mệt lắm. Mình mệt mình nghỉ. Cố được cái gì, đúng không ạ? Mình cố là đấy là do mình kiểu như là lúc nào mà mình kiểu công việc ấy thì mình cố để cho nó xong còn được. Chứ về nhà đang mệt chết cha xong rồi cũng phải cố đi nấu cơm thì mệt lắm. Đúng không ạ? Mệt quá thì nghỉ. Mệt quá mà nghỉ với cho nó làm chứ đúng không? Mệt quá không cố mà làm xong rồi nhăn nhó thì câu có. Xong rồi cuối cùng là gì ạ? Lại sinh ra cãi nhau. Về nói thẳng xong rồi mệt. Không nấu cơm nữa, ăn ngoài, anh ra nấu đi cho nhanh. Đúng không? Thế thì nó mệt người. Đúng không? Tính cô thế. Đúng không? Mấy không thế thì mệt của sừ ra. Tự nhiên cứ lo nó ôm rơm đặc bụng làm gì nó mệt. Cứ gì. Đúng không? Nhá yeah, chị Yên nhá. Mai giờ chú bắt cho ông một hôm. Cho là ông chồng biết. Em biết trông con nào. Lần sau có dám không? Có dám về mà thét một câu không? Thét câu ông để cho mày trông ngày ngày nữa. Không? Thì vứt đấy không ai chồng, nó chẳng phải chồng con nó chả kêu. Có thằng nào mà con nó không chồng thì cái thằng đấy vứt luôn đi. Đúng không ạ? Cho nó ra sọt rác. Đúng chưa? Con nó không chồng thì cho ra sọt rác còn gì nữa. Còn trên nịt cô ạ. À? Còn trên nịt. Chả nghe tiếng. Còn cái nịt. Thế là thằng này nhà cô dạy ngay từ bé. Cái gì làm được, dài cái gì con trai còn phải làm nhiều. Đúng không? À, trai làm hết cả việc con gái mới con trai. Thế mới gọi con trai. Đúng không? Con gái đây, con gái chỉ làm việc con gái thôi. Thế được rồi. Mẹ Hồng nghe để bảo, bảo Hồng Sơn rửa chén đi. Nhà em bạn Sơn này nhá. Nhà giặt quần áo, phơi quần áo, nấu cơm, rửa bát, quét nhà, lau nhà. Chuyện quá bình thường. Được. Tuyệt vời. Ông phải thế xong mới lấy vợ được. Ông cái tuổi này lớn lên là không lấy được vợ đâu. Yeah. Em bảo là phải chịu khó vào. Không sao mà lấy vợ mà vợ nó nhìn thấy ngồi thấy nó bỏ đấy. Thế ông bạn ấy bảo là nó bỏ đấy thằng khác cho chuyện bình thường. Đúng không? Đúng rồi, đúng thế mà. Em thế, em dạy con em thế. Đã con nhà nghèo mà còn lười thì chiếu ấy vợ. Đấy, nên là dạy con phải dạy như kiểu con nhà nghèo ấy. Dạy con phải có tí đưa cái gì cho nó chết. Sao là mệt lắm. Rồi, và từ phía Bắc này. Đọc này, phía Bắc. North. 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 Yeah, đấy. North. North. Được chưa? Đấy, ví dụ như là gì ạ? Có bốn mùa ở miền Bắc của Việt Nam thì mình nói là there are four seasons in the north of Vietnam. In the north of Vietnam. Vậy in the north ở Việt Nam, in the north là cái gì? North là không à? Đúng không? In the north of Vietnam. In the north. There are four seasons in the north of Vietnam. In the north of Vietnam. Được chưa? Đấy, nó sẽ đọc như thế. Câu chúng ta cuối cùng nó phải là như vậy. Đọc được chuẩn nữa là như thế. Được chưa? Vậy thì âm thở cuối là gì? Chụm cái môi lại, cong cái lưỡi. No.
thổi bụi ra ngoài mà, thế thôi đúng không? Chỉ mỗi vậy mà. Dạ. Đọc lại một lượt tất cả các từ, lại một lượt đặt lưỡi ngoài. Thin. Thin. Thick. Thick. Think. Think. Nothing. Nothing. Tôi cứ lại hơi ngừ một tí nhá. Nothing. Nothing. Im cái môi lại mờ này. Mouth. Màu. Rồi. North. 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 Được chưa? Chứ không có mau mau là miệng với chuột bằng nhau. North. Xong chưa? Hết rồi à? Xin thưa không còn âm nào nữa đâu à? Hết nợ. Hết nợ rồi à? Được chưa? Bây giờ sang giao tiếp lại nha. Được chưa? Sang giao tiếp đi. Còn thời gian thì mới... còn thời gian thì chúng ta mới sang cái phần nhận diện đánh vần biến âm. Được chưa? Còn không thì bây giờ cứ giao tiếp đã. Hôm trước là chúng ta đang học đến đâu rồi các bạn? Cô dạy đến đâu phần giao tiếp à? Kiểu bài tập. Cô đến đâu rồi? Chưa đáp với question mấy rồi? Hết rồi. Hết rồi á? À không không, chữa đến đáp với question 5 hôm trước nhỉ? 5 xong chưa? 5 chưa. Ờ, năm mình như còn chưa xong sao ấy. Cũng nhiều mà, bài tập đấy cũng khá là nhiều. Rồi, đây. Tìm đáp question 5 nhá. Bài à? Số 5 đây. Đến câu mấy ạ? Tổng cộng cái này là 40 câu cơ mà. À, cô đang chữa đấy. Giờ đang câu 33 cô. À, 33 gì? Ờ, sắp hết rồi. Sắp hết năm rồi. Rồi. Xong câu thứ 33 nhá. Đây đúng không? Bố chồng của Hoa hay Lan là giáo viên tiếng Pháp à? 33 đã chữa chưa bây giờ hay là bây giờ mới chữa? Bây giờ bắt đầu chữa. Bây giờ rồi. Bắt đầu chữa. Bố chồng của Hoa hay Lan một giáo viên tiếng Pháp. Câu gì đây? Oh, ừ, đúng rồi, nhanh đấy. Lựa chọn. Yes, no question dưới dạng lựa chọn. Dạ, yeah. Vậy thì làm nào đây? Hoa. Is hoa phải S. Phải S. O. Lan. Lan phải S. Bố chồng là gì? Father in law. Rồi, father in law. Giáo viên tiếng Pháp là gì? Giáo viên tiếng Pháp là gì? French teacher. Hỏi một cái. Yeah. Còn bao nhiêu quả cam trong tủ lạnh? Câu hỏi gì? Orange in the... Câu hỏi về số lượng đúng không? How many oranges? How many oranges? Are there? In the fridge. Được chưa? Còn, các bạn có chữ còn. Đây là gì ạ? Bao nhiêu cam trong tủ lạnh? Nhưng bây giờ con thêm chữ còn nữa, đâu biết thêm cái gì đây? Còn thêm cho câu từ này vào đây này. Left. Left có nghĩa là còn. Nó là trạng ngữ đấy ạ. Nó là trạng ngữ đấy các bạn ạ. Nghĩa là còn. Bạn nhớ nhá, cứ có chữ còn ấy thì chúng ta thêm từ left vào cuối. Bao nhiêu cam trong tủ lạnh thì là how many oranges are there in the fridge? Nhưng mà còn bao nhiêu cam trong tủ lạnh thì chúng ta lại thêm từ left vào cuối câu. Yeah. How many oranges are there in the fridge left? Còn 5 quả sẽ là... There are 5. Chỉ cần 5 thôi là được rồi. Chờ, there are 5. Còn, vẫn có từ còn. There are 5 left. Yeah. Thêm từ left vào, có nghĩa là gì ạ? Còn. Nếu bạn muốn nói chữ còn. Còn nếu 5 quả thôi thì bạn chỉ là nói là gì? There are 5. Xong. Được chưa? Okay. Tiếp theo. Cô gái xinh đẹp kia là bạn gái của tôi đấy. Nói như nào? That beautiful girl. That's girl. That cô gái xinh đẹp thì đặt xinh đẹp bên trước. Beautiful. Beautiful. My girlfriend.
Đấy là cô gái xinh đẹp kia đúng không? Là bạn gái của tôi đấy là gì? Is my rồi. Girl friend. Yeah, ok. Tiếp theo. Bao nhiêu tiền hay cân tỏi? Xin mời là tự làm mới đừng có nhìn đáp án nha. Bao nhiêu tiền hay cân tỏi? Hỏi về gì đấy? Giá. Giá tiền. Hỏi như nào đấy? How much for two? Bao nhiêu tiền hay cân tỏi? Hỏi giá để mua nào. How much for two galaxies? How much gì? For. Tại for. Công thức nào cô dạy là how much for không? Có hai công thức à? Công thức một công thức hỏi giá, một công thức hỏi về ấy thôi. Hỏi về trị giá à? How much in? How much in à? Thấy chủ ngữ hai cân tỏi không? Hai cân tỏi số ít hay số nhiều đấy? Số nhiều. Thế thì how much gì? Two kilo of garlic. Viết này được chưa? Câu này đủ chưa? Câu đúng chưa? Đúng chưa? Chắc chưa? Thêm chữ S đằng sau garlic cô. Ờ, giỏi thế nhỉ? Thế vì sao thêm S ở đây? Số nhiều. Cái gì nhiều? Nhiều có 2 cân là số nhiều đây mà. Nhưng mà tỏi số nhiều. Tỏi là số nhiều. Tỏi số nhiều à? Tỏi số ít được không? Tỏi có số ít được không? Không. Tại không được. Một củ tỏi đấy mà số ít được thế. Có. Thế bảo tỏi cũng số ít được. Tỏi có số ít, một củ tỏi, hai củ tỏi là gì? Mà tỏi là chết rồi nên không đếm được. Chơi với tôi. 2 kg tỏi thì có nghĩa là bao gồm 2 kg thì bao gồm nhiều củ tỏi, hiểu chưa? Nếu mà để mà garlic mà không có S thì có nghĩa là một củ tỏi 2 cân, hiểu chưa? Có củ tỏi nào 2 cân không? Không. Không, vì vậy 2 cân tỏi thì đương nhiên nó phải bao gồm nhiều củ tỏi trong đấy. Đấy là lý do vì sao mà gì? Garlic phải có S vào đây, được chưa? Từ khi là tỏi 2 cân tỏi là tỏi chết rồi. Được chưa? Thì không có ép thôi. Còn tỏi ăn được ấy thì là phải có ép, được chưa? Tiếp. Đây là hỏi giá để mua thì dùng cái này đúng không? Thế còn nếu mà hỏi trị giá của 2 cân tỏi thì là how gì? How much? Đuôi là đa. Đa. 2 cân tỏi số ít là số nhiều? Đu. Nhiều nhiều là đu. Sau đó chu. Kilos of garlic. Đúng không? Garlic. Sau đó gì? Cost. Cost. Đấy chưa? Đấy hỏi là trị giá hay cân tỏi. Ví dụ mua 2 cân tỏi về đây rồi nhìn thấy tỏi to ngon quá đúng không? Mình hỏi là gì ạ? Ui, 2 cân tỏi này bao tiền đấy mày? Đấy chẳng hạn thế, hỏi tỏi này bao tiền đấy? Thì hỏi là trị giá cân tỏi chứ có phải hỏi để mua đâu. Đúng không? Thì lúc đấy là hỏi gì ạ? How much? Do 2 kilo of garlic cost. Được chưa? Đấy là hỏi như vậy. Còn vào cửa hàng rồi mà muốn hỏi mua ấy, vào cửa hàng rồi muốn hỏi tỏi để mua ấy, thì hỏi là gì? How much are 2 kilo of garlic? Được chưa? Ok, hỏi như thế để mua. Rồi tiếp. Cái váy đó bao nhiêu tiền thì hỏi như nào? Hỏi giá để mua đấy ạ. How much is cái váy đó sẽ là gì? Đó. Dress. Rồi tiếp. Bạn mua cái túi đó ở đâu? Where? Bạn mua cái túi đó ở đâu? Where to buy? Nó đọc lại nào. Where gì? Where do you buy? That bag. Có thừa được gì đâu đúng không? Con gì có thừa được gì đâu mà phải nghĩ cái gì? Còn mua cái túi. Mua cái gì? Mua cái túi là tân ngữ trực tiếp động từ. Thiếu thừa ra đâu đúng không?
nó không thể thừa ra được bởi vì nó không tách ra được. Đúng chưa? Và mua nó cho ai thế? Oh. Mua nó cho ai thế? Do you buy for? Do nữa. Phải có trọng từ. Do. Mua nó cho ai đấy? Có nghĩa là bạn mua nó cho ai đấy? Đúng chưa? Do you buy for? Who do you buy? For. Buy. Sau đó gì? Đúng chưa? Đấy, bạn mua nó cho ai thì? Hoặc nếu bạn dùng, bạn có thể dùng là who do you buy it for được, thêm được ít. Bạn thêm được ít đấy, kiểu này. Who do you buy it for, nghĩa là bạn mua nó cho ai, được chưa? Okay. Tiếp. Bố bạn có thường xuyên làm việc nhà không? Câu gì? Yes, no, nói đi. Yes, no. Bài này là bài tổng hợp, ôn lại hết đấy. Ôn các loại luôn đấy. Đúng không? Bố bạn có thường xuyên làm việc nhà không? Đảo gì lên nào? Đúng rồi. Does your father do homework often? Often. Do nhà là gì? Housework. Yeah, housework. Việc nhà. Có, bố tôi thường quét nhà, dọn nhà, hút bụi và phủ bụi mỗi tuần. Có là gì? Yes. Yes, chấm một cái. Bố tôi thường. He often. Đúng rồi, lúc này dùng he để tránh lặp từ. Được chưa? He often. Quét nhà là gì? Sweep. Chia động từ này. Sweep the floor. Dọn nhà. Đúng rồi, clean thêm s vào. The house. Hút bụi. The vacuum. Hút bụi. Và phủ bụi là gì? And phủ bụi. Dust. Mỗi tuần là gì? Mỗi tuần. Đúng rồi, every week. Đấy, được chưa? Nhớ này, tất cả các động từ này thêm S vào đây nha, bởi vì câu khẳng định mà, đúng không? Chia theo chủ ngữ, được chưa? Chia theo chủ ngữ. Tiếp. Ai thường đưa bạn đi học? Thằng con cô nó làm là put you to school. Tôi đến chết. Take. Đúng rồi, cụm từ đưa ai đến đâu đó là gì? Take, rồi take gì? Somebody to do something. Anh có to do. Take somebody. Take you. To school. Go to school. Take somebody to somewhere. Take somebody to somewhere. Đúng chưa? Đấy là cụm từ đưa ai đến đâu đó, đúng không? Thế thì ai thường đưa bạn đi học? Câu này là câu gì đây? Câu chủ ngữ trùng với W question. Đúng rồi, trường hợp gì ạ? W question trùng với chủ ngữ. Vì vậy câu này sẽ không có trợ động từ, mà động từ vẫn phải chia như câu khẳng định thông thường, đúng không ạ? Vậy thì who gì? Often. Take thêm s như thường nhé. Take thêm s này. You. Sau đó to. Đến hơi trường là gì? School. Dạ. Yeah. Who often take you to school? Đấy là gì? Ai thường đưa bạn đến trường? Được chưa? Ok. Được chưa? Học. Được chưa? Không phải bút đâu nhá. Học tiếng Anh rất dễ khi bạn có phương pháp đúng. Learning English. Learning English. Rất dễ. It's very dễ. Easy. Khi bạn có phương pháp đúng. When you have right method. Đúng rồi, method. Khi bạn có phương pháp đúng. Alright. Bởi vì là gì ạ? Phương pháp đây là đếm được. Mà đếm được thì luôn phải có gì? Mạo từ a hoặc ân. Được chưa? When you have right method. Được chưa? Dễ không? Không. Ngon quá. Gì nữa? Xong nha. Yeah.
Làm tiếp số 6 à? Cái bài này thực ra là cái bài số 5 ấy, là bài tổng hợp đấy. Tức là cái bài tổng hợp cho mình tất cả các loại khẳng định, phủ định, nghi vấn, luôn cả đáp question ra trong đấy, đúng không ạ? Và ôn cả phần danh từ của chúng ta làm gì nữa. Bây giờ chúng ta sang cái phần số 6 này. Ồ. Bây giờ chỗ này là chúng ta sẽ phải đi thật nhanh, bởi vì là những cái này bây giờ các bạn quen dần rồi. Mở phần đáp án là cho cọp cho nó nhanh được cái gõ. Đúng nhỉ? Đây đây đây. Cần A, cần C. Ở đây, cần C. Chia sẻ lên đây nha. Đây ạ, câu đầu tiên nào. Bạn đến từ đâu? Where are you from? Where are you from hoặc là gì nữa? Where are you from còn gì nữa? Hoặc là where? Where do you come from? Đúng không? Tiếp theo bạn bao nhiêu tuổi? How old are you? Tên bạn là gì? What's your name? Bạn có thể đánh tần tên bạn được không? Can you spell your name? Yeah, can you spell your name? Mấy câu này rất là dễ nha. Sang đây. Your này viết rõ ra. Can you spell your name? Một là where you from, hai là where do you come from? Yeah. Tiếp theo. Gia đình bạn có bao nhiêu người? How many people in your family? Hỏi về số lượng người đúng không ạ? Vậy là how many people cũng được, hoặc how many member cũng được, thành viên ấy, đúng không? Are they in your family? Bạn đã kết hôn rồi hay còn độc thân? I'm married or single. Bạn đã kết hôn rồi hay còn độc thân? Are you married or single? Single. Rồi, tiếp theo. Tại sao bạn đến Việt Nam? Bạn đến đây được bao lâu rồi? Tại sao bạn đến Việt Nam đã? Why are you from Vietnam? Tại sao bạn đến Việt Nam là why do you come to Vietnam? Bạn đến đây bao lâu rồi? How long? Thực ra câu này sẽ phải dùng hiện tại hoàn thành. Câu này phải dùng hiện tại hoàn thành, nhưng bạn chưa học tạm thời ghi nhận nó nhé. Là bạn đã đến đây được bao lâu rồi, có nghĩa từ quá khứ đến hiện tại. Dạ, hỏi từ quá khứ đến hiện tại phải dùng hiện tại hoàn thành. Và bạn sẽ ở Việt Nam trong bao lâu thì sẽ dùng thì tương lai. Sau này bạn thấy thì tương lai chỉ có thay mỗi gì will thay vào chỗ do da là xong mà, đúng không? Đây dùng hiện tại hoàn thành tạm thời ghi nhận câu này. How long have you been here? Hoặc là in Việt Nam, tùy bạn. Sau đó bạn sẽ ở đây trong bao lâu? Đây chúng ta thấy không ạ? Đây này. Thay mỗi chữ will, do da thành chữ will thôi mà. Đúng không? How long will you be in Vietnam? Hoặc là will you stay in Vietnam? Tùy. Được chưa? Bạn sẽ ở Việt Nam trong bao lâu? Bạn làm nghề gì? Bạn làm nghề gì và bạn làm nghề gì ở đây? What is your job? Hỏi hai thứ, một là bạn làm nghề gì hay là bạn làm nghề gì ở đây? What do you do here? Đúng rồi, what's your job hoặc là gì ạ? What do you do? And what do you do in here? Bạn làm gì ở đây sẽ là what do you do in here? Nguyễn đã hỏi nghề trước của bạn là gì và gì ạ? Bạn đến đây để làm gì? Đúng không ạ? Nghề của bạn ở đây là gì? Tiếp, bạn đã du lịch được bao nước rồi? Bạn thích nước nào? Bạn đã du lịch được bao nhiêu nước rồi? How many countries will travel? Thực ra câu này cũng phải dùng hiện tại hoàn thành. Các bạn chưa học, tạm thời ghi nhận nó. Bạn đi du lịch bao nhiêu nước rồi, có nghe từ quá khứ đến hiện tại đi được bao nhiêu nước rồi. Thì sau này bạn sẽ học nó chính là hiện tại hoàn thành. Và hiện tại hoàn thành thì công thức của nó sẽ không giống hiện tại đơn. Nó sẽ được ghi nhận như này. How many countries have you ever traveled? Sau đó thì bạn thích nước nào là gì ạ? Which country do you like best? Which country do you like best? Tạm thời ghi nhận mấy câu hiện tại thành này nhá, bạn chưa học chưa hiểu được cũng không sao nữa nha. Đây, bạn thích đất nước nào thì thừa đất nước cho ở đây. Được chưa? Which country đây? Hoặc là what nhá. Bạn thích đất nước nào, nhưng thực ra thì nếu ai mà biết thì có thể là dùng được dùng what thì nó sẽ hơn ổn hơn.
nên dùng what, bởi vì sao? Nó đất nước thì có hơn 200 nước thì có phải ai biết hết tên nước đâu, đúng không? What country do you like best? Thích nhất. Yeah. Bạn nghĩ thế nào về đất nước và con người Việt Nam? How do you think about? Bạn nghĩ gì hoặc là bạn nghĩ thế nào về đất nước country và con người Việt Nam? How do you think about country and Vietnam? People and country Vietnam. How do you think about how do you think yeah. about bạn country? Nghĩ thế nào hoặc là bạn nghĩ gì tùy bạn về gì đất nước và con what người Việt think? Nam. Đúng rồi. What do you think about con người là gì? Vietnam people. Vietnamese people. What do you think about Vietnamese people and đất nước? Đấy là Vietnamese people. Hoặc là và đất nước trước. What do you think about đất nước là gì? Country. Wow, Vietnamese country. Vietnamese country. Hoặc what do you think about Vietnam? Người ta hiểu Việt Nam là đất nước rồi. What do you think about Vietnam? Mà con người ở đây, con người ở đây là gì? And people. And people in here. What do you think about Vietnam and people in here? Được chưa? People in here có nghĩa là ở đây ấy, ở đây có nghĩa là ở Việt Nam, đúng không? What do you think about Vietnam and people in here? Vậy là gì? Bạn nghĩ gì về đất nước và con người nơi đây, đúng không ạ? Đó, tiếp theo này. Bạn đã du lịch được những nơi nào ở Việt Nam rồi? Bạn cứ ra làm hiện tại đi, cô sẽ tự chuyển các bạn sang hiện tại thành, câu này hiện tại thành. Bạn cứ làm đi ạ. Bạn đã du lịch được những nơi nào rồi? How many? Những nơi nào cơ mà, những nơi nào? How much? Không phải how much đâu ạ, những nơi nào cơ mà. What place? What place? What place? Place? Một là bạn có thể dùng là gì nhỉ? The Việt Nam. What place đúng không ạ? What place? You have visit. What place gì nữa? What place in? Do you What place? Rồi do you travel in Việt Nam đúng không? Vậy thì mình có thể dùng là gì á? Những nơi nào thì phải là what places. Chưa? Cô dùng hiện tại thành cho các bạn nhé, bởi vì là hỏi từ quá khứ đến hiện tại bạn du lịch bao nhiêu nước rồi mà. Thế cô sẽ chuyển sang hiện tại thành cho bạn này. What places have you traveled in Vietnam? Hoặc bạn có thể chuyển thành câu là bạn đã du lịch được bao nhiêu nước rồi? Bao nhiêu nơi rồi? How many? Bao nhiêu nơi rồi cũng được này. How many places? Được chưa? How many places have you travel? Tạm thời ghi nhận cái cấu thức hiện tại này này. Have you traveled in Vietnam? Tại vì khi bạn giao tiếp với người nước ngoài ấy, thì thông thường là chúng ta sẽ phải dùng cả cấu trúc kiểu này. Thì sau này bạn học đến hiện tại thành, bạn sẽ học làm hết cái phần này. Nhưng thực chất nền vẫn của nó vẫn là nền hiện tại đơn thôi, nhưng chỉ thay cái cấu trúc hiện tại thành vào thôi mà, đúng không? Rồi, tiếp theo, bạn thích ăn món gì ở Việt Nam? What food do you like eat in Vietnam? Bạn thích món ăn gì ở Việt Nam? What food do you like eat in Vietnam? Do you like for eat? What kind of food do you like? Rất nhiều in cách Việt có thể Nam. Làm, đúng không? Một là bạn có thể làm như thế này. What Vietnamese dishes do you like? Có nghĩa là gì ạ? Món ăn Việt Nam màu nào mà bạn thích, đúng không? Món ăn Việt Nam bạn nối thành một cụm danh từ đi. Món ăn Việt Nam ấy, món ăn của người Việt Nam. What Vietnamese? Đấy chưa? Món ăn của người Việt Nam, thì vậy các bạn sẽ đưa người Việt Nam lên trước, món ăn ra sau thành cụm danh từ, đúng không? Một là như thế, hoặc là gì ạ? Hoặc là what dish do you like in Vietnam, đúng không? Nếu bạn chuyển là in Vietnam thì lúc này Việt Nam trở thành gì? Trạng ngữ chỉ nơi chốn. Còn nếu bạn chuyển là what Vietnamese dish thì chỗ này trở thành cụm danh từ, đúng chưa? Bạn học hết cách chuyển mà bạn chuyển cách, bạn dùng cách nào cũng được, đúng không? Còn nếu bạn dùng là what dish do you like in Vietnam thì lúc này in Vietnam trở thành trạng ngữ chỉ gì? Nơi chốn, được chưa? Ok. Bạn đang ở quận nào? Bạn đang ở quận nào? Which
What did it do? Yeah. What do you live? What district do you live? District. What district do you live? Do you live? District thừa là từ quận đấy, đặt ngay sau đó có chuyện đấy. Là what district do you live? Hoặc là bạn dùng sau này học thì tại tiết diễn, nó thì dùng hiện tại tiết diễn là bạn đang ở. Sau này học tiết diễn thì dùng tiết diễn được và dùng hiện tại đơn cũng được trong câu này, dùng hai cách đều được. What district are you living now? Được chưa? Ok. À, chúng ta dùng hai cách thì sau này học hiện tại đơn tiếp diễn này chúng ta sẽ dùng cách hiện tại tiếp diễn sau. Tiếp tục này, thời tiết ở Việt Nam khác so với thời tiết ở nước bạn không? Câu hỏi gì đấy? Câu hỏi gì đấy? So sánh. Để nóng. Dùng lên nóng. Câu gì? Yes, the question chính xác. Yes, no. Vậy thời tiết ở Việt Nam là gì? Gì? Is weather in Vietnam? Is Vietnam weather? Ừ, hay, được, tốt. Gì nữa? Gì nữa? Different. À đúng rồi, gì nữa? In your country, weather. Weather. Vấn đề ở đây là từ vựng. Vấn đề đang mắc ở đây nó là đang mắc ở từ vựng đúng không? Đây cho bạn hai cách này. Một, bạn dùng là is the weather in Vietnam. Nhớ different phải đi với from nhá. Viết nào. Different from something có nghĩa là khác so với cái gì đó. Different from something là khác so với cái gì đó. Đây something đây. Viết vào. Được chưa? Vậy is the weather in Vietnam different from your country. Đây nếu bạn viết như thế này thì có nghĩa là in Việt Nam này là trạng ngữ chỉ nơi chốn, đúng không? Bổ nghĩa cho danh từ, đúng không? Bạn còn nhớ là đi sau để bổ không? Sau động, sau V, động từ và danh từ để bổ không? Đây, nếu bạn dùng như này thì nghĩa là gì ạ? Trạng từ này bổ nghĩa danh từ này, đúng không? Còn cách thứ hai thì bạn dùng cách nào nữa đâu biết? Ghép thành cụm danh từ giống như của lúc đấy chị Hiền thì đọc này. Ý gì? Weather is Vietnam. Phải. Is Vietnamese. Thời tiết của Việt Nam cũng không cần đâu, chỉ cần là is Vietnam weather thôi. Weather. Is Vietnam weather thôi. Được chưa? Trở thành cụm danh từ. Việt Nam nó cũng là danh từ mà. Nhưng mà nếu bạn dùng in Việt Nam thì nó trở thành trạng ngữ. Nhưng mà dùng Việt Nam không thì nó danh từ. Đúng không? Tiếp danh từ ghép thành cụm danh từ được chưa? Is Vietnam weather different from your country? Được chưa? Và các bạn nào cẩn thận nữa thì different from the weather in your country. Tùy. Được chưa? Hoặc dùng là different from your country là hiểu rồi, là người ta tự hiểu rồi. Không cần thiết là phải different from the weather in your country nữa. Dài dòng. Như kia người ta đủ rồi, không cần thiết là phải thêm nữa, được chưa? Xong nha. Đấy, các bạn học xong rồi, các bạn thấy không ạ? Các bạn có thể chuyển câu theo rất nhiều cách khác nhau, theo kiểu trạng ngữ. Các cái này nóng lắm. Theo kiểu trạng ngữ của các bạn thành cụm danh từ như lần trước cô đã hướng dẫn các bạn, đúng không? Cách nào bạn cảm thấy tự tin đúng? Nhưng nếu bạn không học cái phần cô dạy mà xem đố, bạn nghĩ rằng là cách này đúng được đây. Cảm thấy nó sao sao ấy, đúng không? Mình không thể nào mình nghĩ được là không chắc chắn rằng nó đúng hay sai, đúng không? Tiếp theo nhá. Bạn có người bạn thân nào ở Việt Nam không? Bạn có người bạn thân nào ở Việt Nam không? Do you have close friend? Close friend. Vietnam. Bạn thân nào ở Việt Nam không? Do you have any? Đúng rồi, close thêm chữ friend. Any mà. Tức là ý là bạn có bất cứ người bạn thân nào ở Việt Nam không ấy. Được chưa? Vậy thì câu đấy mình sẽ làm là do you have any close friend in Vietnam? In Vietnam. Do you have any close friend in Vietnam? Ở Việt Nam không thì muốn là người hỏi muốn để cái từ ở Việt Nam này nó bổ nghĩa được cái câu, đúng không? Vì vậy nên là thằng này để ở cuối là hay nhất. Còn nếu bạn nói là bạn có người bạn thân nào là Việt Nam không thì lúc đấy chúng ta sẽ dùng là gì? Do you have any Vietnamese close friend? Có nghĩa là người bạn là người Việt, được chưa? Người bạn là người Việt thì mình sẽ ghép như thế. Là do you have any Vietnamese close friend? Còn nếu bạn có người bạn thân nào ở Việt Nam không thì lại phải gì ạ? Nhấn mạnh ở đây là người bạn thân.
còn ở vị trí nào ở Việt Nam thì phải đặt như này. Được chưa? Nghĩa là tùy vào mục đích của người dùng, muốn dùng như nào thì mình sẽ phải gì? Đặt câu theo kiểu như thế. Tiếp theo nữa là bạn đến đây một mình hay đến cùng ai? Bạn đến đây một mình hay đến cùng ai? Câu hỏi gì đây? Yes, no question dưới dạng gì? Lựa chọn. Nói đi. Are you Do you come here alone? Đúng không? Do you come here alone or with someone? Hoặc là with someone else, bạn thêm từ else cô ấy, hoặc là cùng với ai nữa, thêm từ nữa. With someone else, đúng không? Do you come here alone or with someone else? Đấy, chẳng hạn thế, thêm giọng kiểu, đúng không? Đây là cô đang đưa vào cái tình trạng là tình huống là mình nói chuyện với người nước ngoài đấy. Tình huống mình đang đặt nói chuyện với người nước ngoài, mình sẽ phải hỏi những câu gì, đúng không? Đây là tất cả câu hỏi để hỏi vào người nước ngoài đấy. Tiếp, bạn có thích phụ nữ Việt Nam không? Do you like Việt Nam? Vậy do you like gì? Việt Nam. Do you like Vietnamese women? Phụ nữ Việt Nam là chung chung là số nhiều, đúng không? Vậy do you like Vietnamese women? Còn nếu mà bạn nói là bạn có thích phụ nữ ở Việt Nam không? Thì lại là gì á? Do you like women in Vietnam? Đúng không? Thì lúc đấy là in Vietnam là muốn bổ nghĩa ở câu, nhưng mà đây là nói là bạn có thích phụ nữ Việt Nam không? Thì nó thành một cụm danh từ, đúng không? Ok. Tiếp. Bố bạn làm gì nghề? À, bố mẹ bạn làm nghề gì? Bố mẹ bạn làm nghề gì? What do your parents do? Ngoài cái cách này ra còn hỏi cách nào không? What do your parents do còn gì không? What job? Nghề nghiệp của bố mẹ bạn làm gì? What is your parents job? Bảy gái xong nó mới job thêm mét vào, được chưa? Tức là những nghề nghiệp, những công việc của bố mẹ bạn là gì ấy? Phải A, phải Y được. A. Những công việc mà, đúng không? What are your parents job? Nhưng mà ít khi người ta dùng câu này, người ta hay dùng câu phổ biến là what do your parents do? Hoặc thực ra thì nếu mà bạn dùng một cách nữa là what job are your parents cũng được nhé. Nhưng mà nó ít phổ biến, người ta ít dùng ấy. Thì mình lấy job ra là từ thừa ra, mình đặt nó ngay sau đó có trần. Thì chủ ngữ lúc này chỉ còn mỗi là your parents thôi. What job are your parents là công việc của bạn là gì ấy, cũng đặt như thế. Nhưng mà nó không phổ biến bằng. Nên chủ yếu bạn dùng cách này là hay nhất này. Bố mẹ bạn bao nhiêu tuổi? Bố mẹ bạn bao nhiêu tuổi? How old are your parents? Đấy, các bạn học xong cái phần này các bạn thấy các bạn làm rất là dễ những câu này, đúng không? Còn bình thường học thuộc how old are you, còn hỏi bố mẹ bạn bao tuổi ngồi nghĩ mãi không ra, đúng không? Bây giờ làm được rồi. How old are your parents? Bạn có gặp khó khăn gì khi đến Việt Nam không? Do you have any difficult? When you come here. Rồi, bạn dùng là gì ạ? Do you have any difficulties when you come to Vietnam, đúng không? Hoặc là when you travel to Vietnam, đúng không? Thực ra câu này nếu bắt dùng hiện tại thì người ta vẫn chấp nhận được, người ta vẫn understand, vẫn hiểu được. Được chưa? Là gì ạ? Do you have any difficulty when you come to Vietnam? Thế cũng được. Nhưng mà chuẩn câu này thì sau này bạn học đến khi hiện tại thành ấy, thì quá khứ đơn ấy, thì bạn sẽ thấy câu này phải dùng hiện tại thành và quá khứ đơn, nó sẽ chuẩn hơn và nó sẽ chuẩn mặt ngữ pháp hơn. Còn lại là nếu bạn giao tiếp thông thường, bạn dùng hiện tại đơn người ta vẫn hiểu được, người ta vẫn trả lời được bạn bình thường. Được chưa? Là do you have hoặc là do you meet any difficulties when you come to Vietnam? Hiện tại đơn như thường. Còn tuy nhiên câu này nếu mà chuẩn về mặt ngữ pháp cũng như giao tiếp thì bạn sẽ dùng như này. Yeah.
Have you had any difficulty since you come to Vietnam? Từ khi bạn đến Việt Nam. Được chưa? Để chuẩn câu thì dùng như này nhé. Nhưng bạn dùng như kia không sao đâu, dùng như tại đơn cũng không sai nhé. Được chưa? Have you had any difficulty since you come to Vietnam? Được chưa? Tạm thời ghi nhận cấu trúc này nhưng bạn dùng hiện tại đơn câu kia cũng không sai đâu nhá. Bạn có nói được tiếng Việt không thì câu này dễ rồi. Nói được tiếng Việt không là can you speak it? Can cũng được, do cũng được ạ. Can you speak Vietnamese? Đúng rồi, can you speak Vietnamese? Gì nữa? Can you speak Vietnamese hoặc là do you speak Vietnamese? Bạn có thể nói được những ngôn ngữ nào? Bạn có thể nói được những ngôn ngữ nào nhé? Thưa ta cái gì đây? Ngôn ngữ. Ngôn ngữ, vậy những ngôn ngữ nào đây sẽ là gì? Language. Rồi, chúng ta có thể dùng là gì? What language? Bởi vì ngôn ngữ có phải ai liệt kê được hết đâu, đúng không? What languages? Những ngôn ngữ nào mà? What languages? Can you được, đúng được ạ? Can you speak? Do you speak? Hoặc can you speak cũng được. Được chưa? Okay. What languages do you speak? Yeah. Tiếp vào câu tiếp theo chúng ta sẽ làm như nào? Vietnamese. Như nào ạ? Bạn có thể nói được những ngôn ngữ nào đúng không? Hoặc là bạn có thể dùng là ngôn ngữ nào khác và bao nhiêu ngôn ngữ khác? À, bạn muốn học tiếng Việt không? Bạn cũng muốn học tiếng Việt không là gì? Do you want to learn Vietnamese? Bạn có biết nấu các món ăn Việt Nam không? Ai có từ bỏ cái gì ra? Bạn có biết nấu như không? Do you cook Vietnam dishes? Bạn có biết nấu những món ăn Việt Nam không? Can you cook Vietnam dishes? Thằng cu nhà cô nó dùng như này. Do you know how to cook Vietnamese? A food hoặc là dish? Food cũng được, dish cũng được, đúng không? Được không? Được. Đồ ăn Việt Nam, bạn có biết nấu được đồ ăn Việt Nam không? Được. Hoặc là món ăn Việt Nam. Tại sao học chung lớp này luôn đi? Câu này là cô chưa dạy đâu. Cách dạy là bạn có biết làm gì đó không ấy, thì nó sẽ là một dùng theo kiểu công thức này, how to do something. Cứ dạy luôn nhá, dạy luôn cách này. Đấy, ví dụ như bạn có biết làm gì đó không ấy, thì chúng ta dùng câu trúc này được. Đây, do you know how to do something? Được chưa? Bạn có biết làm gì không này? Do you know này? How to do something? How xong rồi do đây là thay động từ vào. How to do something? Được chưa? Đấy, bạn có thể dùng như thế. Đấy, có thể dùng như thế được không? Câu đấy là câu rất hay phổ biến dùng đấy, mà cũng rất là hay. Đấy là cách dùng hỏi về biết làm gì không. Ví dụ như là mẹ bạn có biết nấu nướng không ấy, thì có thể dùng là gì? Mẹ bạn có biết nấu nướng không? Vẫn là câu hỏi gì? Vẫn là yes or question thôi, thì là the ở đây chủ ngữ đây sẽ không phải là you nữa mà là do mother. Mẹ bạn có biết nấu nướng không là gì? How to cook. Thế thôi. Đúng không ạ? Does your mother know how to cook? Dùng như thế nhá. Được chưa ạ? Thế ngoài ra thì chúng ta có thể dùng những câu đơn giản như này. Can you cook Vietnamese food? Hoặc là can you cook Vietnamese dishes? Là những món ăn Việt Nam. Những câu đơn giản là mình học như này này. Đúng không? Hoặc là do you cook cũng được. Hoặc can you cook cũng được. Được chưa ạ? Đấy thì mình có thể dùng như thế.
Bạn muốn du lịch đến những địa điểm nào nữa ở Việt Nam? Bạn muốn du lịch đến những địa điểm nào nữa? Bạn muốn du lịch đến địa điểm nào nữa ở Việt Nam? Do you want travel to any place? Địa điểm nào nữa? Thì cái đây câu hỏi gì đây? Địa điểm nào nữa ở Việt Nam? Vậy đây là câu hỏi gì đây? Lại đúng cái gì? What? Địa điểm nào? Đây là đáp question mà. Đúng không ạ? Thế thì có thừa ra cái gì không? What place do you want? Đúng rồi, thừa ra địa điểm đấy à. What place do you want to travel? Địa điểm nào nữa đây thì cũng nghĩa là what places, là những địa điểm nào nữa mà bạn muốn du lịch ấy. What places gì? Do you want? Muốn du lịch ở Việt Nam, bạn có hai cách như này. Một là bạn dùng này, what places ở Việt Nam, hoặc là what places in Việt Nam. Ở Việt Nam được in Việt Nam. You want to travel more đây là nữa, thêm ấy. Hoặc bạn có thể dùng là what places do you want to travel more in Việt Nam, dùng như này được không? Được không? Được. Nếu cô dùng như thế này thì có nghĩa rằng cô muốn từ in Việt Nam này bổ nghĩa cho từ places, là nơi nào ở Việt Nam mà bạn muốn du lịch nữa, đúng không? Còn nếu mà cô dùng như thế này thì cô muốn in Việt Nam này làm gì cho cả câu? Bổ nghĩa cho cả câu thì cô vứt như thế này được không? Thì là nơi nào mà bạn muốn du lịch hơn thêm nữa ở Việt Nam, đúng không? Dịch như thế. Hiểu chưa? Thế là các bạn học xong cái phần trạng ngữ rồi ý, thì các bạn sẽ cảm thấy rằng là ồ, mình đặt chỗ này cũng được, đặt chỗ này cũng được. Nhưng mà người khác mà không học ấy, mà đặt lung tung như này là cảm thấy gì ạ? Mơ hồ lắm, bạn sợ lắm, đúng không? Đúng chưa ạ? Bạn có muốn tôi chỉ cho bạn một vài nơi không? Câu gì đấy? Câu trả lời. Câu hỏi. Yes, trả lời đâu mà trả lời. Loạn này ạ? No. Học nhiều loạn này ạ? Câu gì? Yes, no question. Rồi, do you? Do you want? Dùng từ one nó không hay lắm đâu. Nên ca tránh dùng từ one, dùng từ like thay thế từ one nó hay hơn. Do you like? Do you like something? Gì được chưa? Do you gì? Like me, đúng không? Like somebody to do something, like somebody to do something thôi, chỉ có to do something thôi. Còn nếu mà like mà trực tiếp là to like you, to show you. Somewhere. Được chưa? Thế là gì ạ? Do you like me? To show you. Đúng rồi, to show you. Gọi do you like me này, to show you. Some more. Đúng rồi, some more. Some more là gì ạ? Một vài nơi. Hoặc là some more one. Hoặc some more places, tùy bạn dùng. Some more ones, để cô dùng thay cho cái từ gì? Places thôi mà, đúng không? Do you like me to show? Do you like me to show you more? Được, cho thêm you đấy, được. To show you more. Show you some more. Show you more hoặc là show you some more cũng được, tùy bạn. Cũng không cần thiết phải quan ở đây nữa đâu, bởi vì người ta sẽ tự hiểu rồi. Show you more đây là show you nhiều địa điểm hơn thôi. Show you more hoặc show you some more đều được. Được chưa?
Đấy, dùng như thế. Do you like to show you some more? Hoặc là do you like to show you more? Thế thôi. Show you more cho nó dễ. Được chưa? Yep. Bạn có cần mua những đồ dùng cần thiết cho việc đi du lịch không? Câu gì đây? Mua đồ cần thiết là gì? Vấn đề đây phải tìm cái từ cần thiết nữa, mà bây giờ hỏi câu gì đây đã? Yes, no question rồi. Đảo cái gì lên nào? Đảo do. Do. Rồi, do gì? Do you can... Do you, do you need? Đúng rồi, need to do something. To buy. To buy. Nhớ cho cô có cụm từ là như này nhá. Need to do something. Need to do something là cần làm gì. Được chưa? Vậy đây là gì ạ? Bạn có cần mua đúng không? Vậy thì need to buy. Những đồ dùng cần thiết chúng ta sẽ dùng là necessary thing. Necessary thing. For cho việc đi du lịch là gì ạ? For traveling. Hoặc là for travel cũng được. Bởi vì travel nó vừa là danh từ, nó vừa là động từ. Vậy bạn có thể dùng nó for travel hoặc là for traveling đều được. Được chưa? Bởi vì nó vừa là danh vừa là động. Vậy do you like to buy some necessary things for traveling? Hoặc là want to buy some personal belonging, cũng là những đồ dùng cá nhân ấy. Đồ dùng cá nhân là personal belongings, là đồ dùng cá nhân for traveling. Được chưa ạ? Xong hết chưa? Rồi ạ. Ừ, đó. Tí rồi cô gửi hai bài lên nhóm với cô nha. Ơ rồi. Cô gửi hai bài lên nhóm đợt không chắc là chỉ có bài này cô đánh được thôi. Bài kia cô bài kia đánh xong không lưu rồi. Có bài này đánh thì lưu này, gửi cho xong lưu đây, gửi cho này. Xong rồi hả cô? Đây là số 6 này chưa? Còn em là xong cái bài đấy rồi. Ừ, xong cái bài đấy rồi. Phát âm hả cô? Thế học cái gì? Học phát âm nhá. Đáp lời question đây là bài số 6 đúng không? Đấy, lưu vào xong rồi gửi cho lớp cái phần này được. Lúc đấy bài kia cô xong cô không lưu rồi. Bài trước mà cái bài đó, nhưng mà những câu trước mà cô 40 mấy câu rồi đúng không? Dạ. 40 mấy câu thì cô không lưu. Hôm bữa cô chữa lên bài 3 ở câu 33 32 à, xong rồi cô bảo là gửi nhưng mà chưa gửi. Thế á? Dạ. Thế chả biết cô có lưu không nhỉ? Đấy cô không biết cô có lưu không. Năm có à, thế thì có, những câu trên có lưu. Dạ. Những câu trên có lưu. Thế thì được, thế thì để cô gửi cho. Để đây chờ tí cô gửi luôn, thường cô hay quên lắm. Bây giờ nó nhiều việc ấy. Dạ, cô gửi luôn đi, không hay quên. Đây post luôn cho lớp đây. EB ở đâu? Bây giờ lại còn có một lớp nữa thì vừa mới mở là tối hôm nay bắt đầu đây này. Là cũng dành cho EB, nhưng cái lớp này là nó khá hơn, nó xong mất gốc. Xong mất gốc là tối nay bắt đầu. Lớp nào lớp mình mà sau các bạn mà muốn học lại ấy thì có thể học join vào lớp đấy. Thứ tư và chủ nhật 9 giờ đến 10 giờ. Là cái lớp đấy là cô dạy. Đâu rồi, bỏ cái đáp yêu question 5 nè. Ở nhà lúc nãy quên mất, lại không dùng luôn cái file này xong rồi viết vào đây. À, cái năm này hôm trước cũng không lưu. Mở có thấy đâu. Khi cái năm này, cái này nó lại file cũ. Còn cái file mới thì nó lại không có. Hôm trước thì như cô không lưu, cô chỉ lưu mỗi cái này thôi chứ còn lấy đáp án đâu. Cái năm em chép theo đi chị Hoa. Đấy là đấy. Đấy thấy chưa? Ê, có đáp án đây này. Gõ nhanh theo. À được, đấy, tốt. Gõ trộm. Backup phòng cháy. Đấy được, đấy. Thế là được, có gì đâu. Nhiều khi tại vì là
tiện này thì gõ, chứ còn công bình thường là cô bảo cô ngồi cô gõ đáp án ấy, kiểu mình ngại, nhiều khi cũng ngại. Rồi bây giờ mình sẽ sang nốt một chút cái phần còn thời gian còn lại mình sẽ sang nốt cái phần đấy nhá. Phần phát âm. Sang nốt phần phát âm của phần spelling, đánh vần. Đánh vần hôm trước cô dạy đến âm thứ mấy rồi nhỉ? Số 7, nhớ nhầm âm số 7. Thì mình sẽ học nốt mấy âm còn lại, 5 âm còn lại. Cho nó xong đi. Đây. Spelling đây. Bài 1 đây. Sang âm còn lại nhá. Hôm trước cô nhớ không nhầm là mình đến âm số 7 rồi. 6 rồi. 7 rồi đúng không? Đến đây rồi đúng không? Đúng chưa? Đúng chưa? Âm số 8 này. Âm số 8. Đây. Mình sẽ có âm tr. Thì có những âm sau được phiên âm là tr. Đây là 9 rồi cô. Ừ. Thêm số 7 ạ. Hình như là hình như cô về năm số 7 thì nó thành số 8 luôn sao? Ở đây, bách mãi không nhìn thấy. 1 2 3 4 5 6 Đây 7, 7 đây đây. À thế xong âm kia là 8 à? À thế thì không có 8 có 9. Em số 8 nhé. Thế này âm này là âm số 8 này. What? À. What? Đây ạ, thì có những thứ như sau được phiên âm là chờ này. Ngoài CH ra thì chúng ta có từ là T này cộng UR cộng nguyên âm. T cộng UR cộng nguyên âm thì T cũng được phiên âm là chờ. T cũng được phiên âm là chờ. Lấy ví dụ này. Ví dụ nhà thờ chúng ta có từ church thì chờ CH ở đầu, CH ở cuối. Thì được phiên âm là ch và bật lên và đọc. À, cái cằm khi không đọc là chin mà cong môi đọc là chin. Tiếp theo cái ghế mình không đọc là che mà phải đọc cong môi đọc là chair. Tiếp theo mình nhìn thấy T này. Mình nhìn thấy T chưa? T này. Được chưa? T xong cộng UR này nhìn thấy chưa? Xong rồi cộng nguyên âm y ngắn này, nguyên âm đây là y ngắn này. Được chưa? Thì mình thấy chữ T này sẽ được phiên âm là chờ, được chưa? Nhìn thấy mình thấy chưa? Không đọc century ạ. À. Thế kỷ không đọc century mà thế kỷ đọc là century. Century. Được chưa ạ? Tiếp theo mình nhìn thấy từ văn hóa của chúng ta đúng không? Mình nhìn thấy T này, cộng UR này, cộng nguyên âm E. Thì T này ra chữ gì? Chờ. Chứ không đọc là culture hay gì cả mà mình đọc là culture, culture. Thật ra chữ A và chữ L lên cảm giác là cow nhưng phải là cow đúng nha. Culture, đọc rất nhanh, culture. Culture. Chứ không phải cow thì nó ra âm ao hết rồi. Đó là chữ A và chữ L đây, culture. Yeah. Nó sẽ đọc như thế, không phải culture đâu ạ. Culture. Culture. Nhanh. Chữ K, chữ L lên cảm giác cao nhưng phải là cao đâu ạ. Rồi bây giờ chúng ta cong môi lên đọc lại này một lượt. Không phải out đâu ạ. Out thì đọc là cao, nó khác nhé. Đây không phải cao mà là culture. A-L đây, culture. Ta đọc rất nhanh. Đọc rất nhanh còn âm out thì nó phải là nguyên âm đôi và đọc kéo dài. Đúng chưa? Âm này là âm A và L đây. Đọc vào từ này cong môi đọc nhá. Church. Chin. Môi lên. Century. Culture. 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 Culture.
culture. Culture. Rồi âm số 9 ạ, xin mời âm số 9 ạ. Âm số 9 ạ. Âm số 9 của chúng ta đó là âm r. Âm r thì có những thứ như sau được phiên âm là r này. R đít vịt đúng không? Cong cái môi lên đúng không? Thì có chữ g ở đầu một chữ này được phiên âm là r này. Cứ nhìn đi g thì cong cái môi lên mà đọc đúng không? GE này. GE. Nhìn thấy GE cong cái môi lên mà đọc này. Nhìn thấy G cộng với nguyên âm này. G cộng với nguyên âm này cũng cong cái môi lên mà đọc được chưa? Cô không để dấu gì cả, có nghĩa rằng là gì ạ? Mọi vị trí. Cô để như này có nghĩa là ở mọi vị trí. Được chưa ạ? Lấy ví dụ này, bạn nhìn thấy chữ gì ở đầu chưa? Nhìn thấy chữ gì phát cong môi mà đọc luôn. Được chưa? Không đọc rát mà phải là just. Được chưa? Cong môi mà đọc. Tiếp theo, cái chữ dốc dốc ấy không phải dốc đâu nhá. Không phải từ đây là nói đùa đúng không? Không phải nói đùa là dốc đâu mà cong cái môi mà đọc, bởi vì nhìn thấy chữ gì ở đầu là phải cong môi lên. Được chưa? Đấy. Tiếp theo mình nhìn thấy chữ GE ở cuối một chữ không đọc lát không đâu nhá. Mà mình thấy chữ chờ cuối một chữ thì đọc nhỏ bằng 2/3. Đúng không? Nhỏ bằng 2/3. Đọc là large, large, large. Cong môi đọc large. Được chưa? Đấy. Tiếp theo mình không đọc là geology nhá. Được chưa? Địa lý ấy không đọc geology đâu ạ. Mà mình nhìn thấy GE thì là cong môi lên mà đọc. Mình nhìn thấy G cộng nguyên âm thì cong môi lên mà đọc. G cộng nguyên âm Y này đúng không? Cong cái môi lên mà đọc, không đọc geology thì người ta không hiểu cái gì cả. Được chưa? Mà mình phải đọc là geology. 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 Đấy, phải cong môi mà đọc nghe ạ. Chuẩn địa lý. Geology. Geology. Đúng không? Geology. Geology. Được chưa? Đọc học xong lại geology. Úi hố đường Tây nó hiểu được. Geology. Mày đọc cái chữ gì đấy? Ngồi viết mãi ra mà à, hóa ra mày đọc thế này à? Đúng không? Tiếp theo từ sau là mình nhớ rồi. Thực ra thì GE trong trường này được phiên âm là G. Nhưng mà sau này bạn học đến chương trình phát âm 2 ấy, nghĩa là chương trình về phát âm 2 ấy, thì bạn sẽ thấy rằng là âm G này sẽ được nuốt âm đi. Bình thường là nghĩa là mình nhìn thấy chữ GE mình phiên âm là G ở đây đúng không? Nhưng trong chương trình 2 mình sẽ được nuốt âm G này đi. Vì vậy mình chỉ cần đọc là vertible thôi ạ. Vertible thôi. Nguyên tắc nuốt âm chúng ta cho phép chúng ta đọc như thế. Nguyên tắc nuốt âm cho chúng ta đọc từ này là vertible, chỉ đọc thế thôi. Chứ không cần đọc là vertible nữa, bởi vì trước đây các bạn chưa học nên là cô mới cho bạn đọc chuẩn chuẩn từ, sau đó bây giờ mới nuốt âm. Nuốt âm bạn chỉ cần đọc từ này là vertible thôi. Đọc đi. Vertible. Vertible. Tiếp theo từ gừng, củ gừng đây đúng không? Củ gừng không đọc zin giờ đúng nhá, mình đọc zin giờ thì không Tây nào nó hiểu được. Được chưa? Thì mình phải cong môi lên bởi vì G cộng nguyên âm, nhìn thấy chưa? G cộng nguyên âm là Y. Và G cộng E. Thì bạn thấy hai cái âm này nó phải ra chữ G, cong cái môi lên mà đọc. Và phải đọc là ginger. Chứ đọc là ginger hay ginger thì tôi chịu, đúng không? Ginger. Bố Tây sống lại nên cũng không hiểu được, đúng chưa? Nên phải đọc chuẩn. Cong môi lên, ginger. Ginger. Dụ các bạn, bạn đi đâu đấy, tôi đi mua vài gừng, đúng không ạ? Thì phải nói là gì ạ? À? I go to buy, hoặc là I go buying some ginger. Ginger. I go buying some ginger. Hay là some ginger. Tôi chết. Được chưa? Some ginger. Được chưa? Đấy là củ gừng. Rồi đấy, các bạn nhìn thấy các âm không? Nếu mà bạn biết nhận diện những cái này thì bạn thấy đọc âm rất chuẩn, đúng không ạ? Nhưng nếu bạn không nhận diện được thì bạn sẽ đọc theo kiểu gì? Giót, dốc, lát, geology, vertible, đúng không ạ? Ginger, đúng không? Nhưng nếu bạn nhận diện được âm thì bạn biết là à, cong môi lên mà đọc, đúng không? Vậy cong môi lên mà đọc nhá. Bắt đầu qua môi. Just. Just. Joke. Joke. Large. Large. Geology. Geology. Vegetable. Vegetable. Ginger. Ginger. Ginger.
Ginger. Con mua nên đọc lại đi. Ginger. Just. Con mới môi mà đọc nhé. Không phải ra những thoải môi thoải mái mà đọc đó. Geology. 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 Không nghe nghe nào. Không nghe. Vegetable. Vegetable. Ginger. Ginger. Just. Jock. Laugh. Con tay cô đọc nhanh không? Rồi. Đọc từ nào chuẩn từ đấy luôn. Ra, nó vui nó ra nó học một tí thôi. Mình đọc lại đi Minh ơi. Mình đọc lại. Hiếu, hãy đọc lại cô các cô và đọc lại cho cô nghe. Hiếu đọc lại đi thầy ơi. À, thầy đọc lại kìa. Thầy đọc lại. Thầy đọc lên nào. Thầy đọc to lên cho các học trò nghe. Đọc đi. Lunch. To lên. Geology. Vegetable. Ginger. Đấy, đọc chuẩn. Ginger. Đấy, chuẩn đó. Chuẩn. Ginger. Đấy, không tí thôi, đọc nhanh nào. Đúng không? Âm số 10 nhá. Âm số 10. Thờ. Vừa học cái này xong đúng không? Đây. Vậy chúng ta đọc ghi này, thờ thì thứ nhất ở đầu và cuối một chữ. Ở đầu và cuối một chữ. Khi đứng một mình có nghĩa cụ thể. Bằng thờ ở đầu hoặc cuối một chữ. Khi đứng một mình có nghĩa cụ thể. Cứ ở đầu và cuối một chữ này, nhưng mà chữ đó khi đứng một mình ấy thì nó phải có nghĩa cụ thể. Được chưa? Đây ví dụ nhá, chúng ta nhìn này. Think, bạn thấy th ở đầu một chữ chưa? Rồi thì ta phải đặt lưỡi ra ngoài đọc như lúc nãy đúng không? Và từ này có nghĩa cụ thể không? Đúng một mình có nghĩa không? Think có nghĩa là suy nghĩ. Vậy mình hiểu được nghĩa của nó chưa? Hiểu mà có nghĩa cụ thể rồi, là suy nghĩ đúng không? Tiếp theo nữa chúng ta thấy từ thin là gầy đúng không? Vậy từ này đúng một mình có nghĩa cụ thể không? Có, gầy hoặc là mỏng, dùng cho vật nghĩa là mỏng đúng không? Còn chúng ta có từ thank, cảm ơn đúng không? Từ này có nghĩa cụ thể không? Có. Mouth, cuối một chữ đây. Từ này có nghĩa cụ thể không? Miệng, cái miệng, miệng của ai đó mình hiểu đúng không? Hoặc là south, phía nam đúng không? Có nghĩa cụ thể chưa? Nhưng bây giờ cô nói này. This có nghĩa cụ thể không? This có nghĩa cụ thể không? Này, cô mà nói này, đố ai biết là cái gì đấy? Này, hiểu không? Hiểu cái gì không? Sao mà hiểu được? Đúng không? Vì vậy, giờ TH ở đầu một chữ trong trường hợp đấy không được phiên âm là thờ đâu nhé. Được chưa? Thì nó được phiên âm là tờ, tí mình học. Được chưa? Nhớ là TH nó ở đầu và cuối một chữ phải nằm trong từ đứng một mình có nghĩa cụ thể. Hiểu chưa? Vậy có nghĩa là đứng một mình nó phải có nghĩa nhá. Còn đứng một mình tít này, có ai hiểu này là cái gì không? Tát kia. Ai hiểu kia là cái gì? Nếu có kèm theo hành động chỉ, nếu có kèm theo hành động chỉ tay bạn mới hiểu được. Còn nếu không kèm hành động chỉ, bạn đố bạn biết này là cái gì đấy, đúng không? Hoặc là con nói là this phone bạn mới hiểu được, đúng chưa? Còn nếu con nói this không, đố ai hiểu được cái gì đấy, đúng chưa? Vì vậy các bạn để ý nhá, chỉ nằm trong từ có nghĩa cụ thể thôi thì th mới được phiên âm là thờ, thì lúc đấy chúng ta mới giả ra hơi, được chưa? Còn những trường hợp khác là phải ra âm hết à? Trường hợp khác là ra âm hết, là tờ là lúc đấy chúng ta đọc đây. Trường hợp khác th khác phải đọc là tờ, tờ. Còn TH trong trường hợp này phải đọc là đúng không? Đọc vào từ này, đọc nào. Think. Đọc đi. Tiếp này. Thin. Hơi ơn ơn một tí. Đặt ra ngoài. Think. Đọc này. Mouth. Nhớ cái môi. South. Sao? Again one time lại lần nữa đặt lưỡi ngoài này. Think. Think. Thin. Thin. Think. Think. Mouth. 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 South. South. Hiểu chỗ này chưa? Rồi à. Rồi à. Rồi là được rồi. 11 này. Đây là âm thứ 11. Phải thiếu âm nào không nhớ tí nữa tìm.
Âm số 11 ạ? Âm số 11 là âm tờ đúng không? Vậy thì đương nhiên là chỉ có hai trường hợp thôi. Hai trường hợp là mình được phiên âm là thờ. Còn tất cả các trường hợp còn lại phiên âm là giờ. TH nằm trong những từ không thuộc các trường hợp của TH được phiên âm là thờ. Thờ, A, R. Đúng không? TH nằm trong từ không thuộc các trường hợp TH được phiên âm là thờ. Vậy chúng ta chỉ có hai trường hợp TH được phiên âm là thờ thôi đúng không? Là đầu và cuối một chữ. Mà chữ đấy phải có nghĩa. Còn tất cả các trường hợp TH khác được phiên âm là thờ hết. Thè lưỡi ra và đọc ra. Được chưa? Hiểu này không? Tất cả các trường hợp TH khác đều phải phiên âm là thờ. Được chưa ạ? Các trường hợp khác ví dụ như mẹ là giữa một chữ này là trường hợp không thuộc trường hợp được phiên âm là thờ đúng không? Without này không thuộc trường hợp phiên âm là thờ đúng không? Father này, either này không nằm trong trường hợp được phiên âm là thờ đúng không? Father này, they cũng gì ạ? They có nghĩa cụ thể không? Cô bảo họ nếu cô không chỉ theo hành động là cô không chỉ theo hành động chỉ là họ là ai? Bạn biết họ là ai không? Cô bảo họ, đố bạn biết họ là ai đấy? Không đúng không? Vì từ này đứng một mình nghĩa không mang nghĩa cụ thể. Đúng chưa? Vì vậy trong trường hợp này không để phiên âm là TH thờ được mà phải được phiên âm là thờ. Đúng không? Hoặc là this stuff thì bạn có hiểu được nghĩa không? Không thì là thờ. Đúng chưa? Vậy thì đọc này. Xong chưa? Hiểu cái này chưa? Hiểu nguyên tắc này chưa đã? Rồi ạ. Ừ. Đấy thì đặt lưỡi ra ngoài đọc này. Thờ. 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 Vào từ này. Mother. Mother. Mẹ này. For. Môi nguyên tắc này. For. The. The. Tiếp này, môi lên răng này. Fair the. Fair the. Đặt lưỡi ngoài. Fair the. Fair the. Rồi, đặt lưỡi ngoài này. This. 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 Wow, chụm cái môi lại này. Without. Without. Đặt lưỡi ngoài. Without. Without. Đặt lưỡi ngoài without. Without. Either. 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 Đặt lưỡi ra ngoài này. They. They. Rồi đặt lưỡi ra ngoài này. That. 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 Được chưa? Đó. Dường như chúng ta còn thiếu âm âm giờ ấy. Thiếu âm âm số 3. Âm âm số 3 ngược ấy. À, đâu nhỉ? Đây này. Đúng rồi, chưa có. Âm số 3 ngược đúng không? Nhưng mà bây giờ mà có cái phần đấy lâu lắm. Đây cô cứ viết tạm đây nhá. Tạm cái âm đấy đây này. Vậy âm số 12 ở đây. Âm số 3 ngược này. 12. Cái số 3 ngược đấy bây giờ muốn đi chép đi cóp đây này. Ví dụ mình muốn lấy cái âm đấy là phải đi cóp nó chứ còn. Đấy. Đấy, cóp nó ở đây. Bây giờ là âm số 3 ngược này. Có những gì được phiên âm là nó này. Số 3 ngược thì chúng ta sẽ có những trường hợp nào? Chúng ta có các đuôi như sau này. Đuôi thứ nhất này. S U A L. S U A L. Sure. Hoặc là đuôi sure. Có hai đuôi này. Hai đuôi này sẽ được phiên âm là j, số 3 ngược. Ví dụ chúng ta có từ, sẽ xóa hết những cái này đi. Chúng ta sẽ có những từ như sau, ví dụ như là pleasure. Nhìn thấy chưa ạ? Thì trong trường hợp này nó sẽ được phiên âm là j này, đúng không? Hoặc là leisure từ niềm vui ấy. Leisure. Leisure đúng không? Niềm vui này. Hoặc là chúng ta có từ đo lường. Measure. Đo lường này. Đúng chưa? Hoặc là chúng ta có từ usual đúng không? Từ usual ấy. Này. Usual. Usual. Và usually là trạng từ của nó đúng chưa? Bạn nhìn thấy không? Trước đấy trước chữ đuôi rùa này đương nhiên phải có chữ nhá. Đấy thì đây có chữ U rồi, được chưa? Usual, sure. Không này, usually, usually,
Được chưa? Đấy. Rồi chúng ta đọc nhá. Đọc này. Pleasure. 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 Này. Giờ này, đúng không? Còn âm ơ. Cóp ở đâu đấy? Cóp đây chữ ơ. Nó ra được ngay. Đấy. Được chưa? Ok. Đấy, đúng không? Chọn âm rơi đầu. Giờ, đấy đọc đi. Pleasure, căng môi. Pleasure. Đúng không? Tiếp theo là gì ạ? Leisure. 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 Chọn âm rơi đầu. Dạ. Tiếp theo, measure. 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 Tiếp theo, usually. 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 Dạ. Sau đó chữ chùa. Usually. Usually. U. Đấy. Chùa. Lì. Usually. 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 Đây, bè miệng này. Chiu. Chiu. Bè này. Chiu. Chùa. Chùa. Lì. Chiu. Chùa. Lì. Usually. 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 Yeah. Okay. Mình đọc lại. Usually. Usually. Được chưa? Okay. Đọc lại này. Pleasure. 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 Usually. Usually. Yeah. Okay. Rồi vậy chúng ta xong được 12 âm. Kết thúc đúng giờ là 5:01. Kinh không? Giờ nhé. Xít xin xịt luôn à. À, chỉnh được 15 âm rồi, 12 âm rồi, hết rồi phụ âm rồi nhá. Buổi sau là mình học phần nguyên âm. Tức là 21 nguyên âm thôi, phụ âm là hết rồi đấy. Phần đánh vần của phần phụ âm nó dễ lắm, nhưng phần đánh vần của phần nguyên âm nó sẽ khó hơn. Nhưng mà chúng ta thấy không ạ, nếu chúng ta biết được cái phần đánh vần này chúng ta thấy lợi không? Có phải đi tra từ điển không? Không. Không phải đi tra từ điển là nhận diện được âm rồi đúng không? Mà nhận diện được âm thì đọc chuẩn, mà không nhận diện được âm đương nhiên đọc sai. Đúng chưa? Không nhận diện được nó làm sao mình đọc được, mặc dù mình học hết rồi, mình học tất cả các âm rồi, nhưng mà từ mình không nhận diện được thì mình làm sao đọc được. Thế mà mỗi lần muốn nhận diện đi tra từ điển cũng mệt không? Mệt lắm, đúng không? Vì vậy học cái này là nó rất lợi ở chỗ là chúng ta không phải tra từ điển, được chưa? Nhận diện được luôn. Nên là phải cố gắng phải nhớ được nó cơ. Chứ không nhớ được nó. Nhiều lắm. À, thật ra cũng chả nhiều đâu. Sau tổng kết lại cả nguyên âm lẫn phụ âm có một trang A4 nằm ngang. Viết gọn một trang A4 nằm ngang. Lớp này là cô có bài tổng kết cho rồi đấy nhá. Có một trang A4 thôi. Cô chỉnh cho con lành ấy xong rồi gửi cho lớp. Nhưng mà lớp này phải có cái gì hối lộ cô mới cho. Các lớp khác thì có lớp nào được đâu. Cô cứ cho đi xong rồi hối lộ sau. Bây giờ là cô muốn gì được lấy. Trời, hối lộ cho cô cái gì ấy, cô mới cho. Cô tổng kết luôn cả cái phần nhận diện tính danh động trạng. Tính danh động trạng. Nhận diện gì phải tổng kết, có mỗi mấy câu ấy. Cái nguyên tắc là nó nhiều thì phải tổng kết, còn nó ít tí tẹo có cái gì đâu, trạng từ ngồi xem lại còn tí thì xong. À, thích thì lớp mình có thể vào học lại cùng với lớp buổi tối 9:00 đến 10:00. Bây giờ nó mới tối nay nó mới vào trạng từ đây này, tối nay nó vào trạng từ À, xong đó thì ngày kia nó mới vào đáp lớp question, nó đi gần bằng lớp mình đấy. Thấy nhanh không? Nhưng tại vì là bọn đấy là bọn nó không mất gốc, nhưng mà cô vẫn phải dạy kiến thức mất gốc, nhưng cô dạy nhanh, đúng không ạ? Cô dạy nhanh đấy, chứ còn bọn đấy nó không mất gốc, nhưng mình là mất gốc hoàn toàn rồi, nên là phải dạy mớm từng tí một để đến chỗ này là ngon lắm rồi đấy. Nhưng mà bọn đấy còn chưa học phát âm, bọn đấy còn đang học phát âm riêng. Phát âm nó học cũng tối thứ tư. À, 8:00 đến 9:00 nó phát âm thì nó mới hết phụ âm thôi, nó chuẩn bị sang nguyên âm đấy đó. Thế mà nào đi học thì đó chắc là bổ sung ấy thôi, chứ học nhanh vậy thì là bọn... biết rồi chứ. Bọn đấy là bọn nó có ít rồi. Dạ. Được biết nó có ít rồi nên cô mới đi nhanh, chứ còn chưa có ít nào nó đi lâu lắm, thì mình phải bổ sung từ vựng mà, chứ mình đi nhanh làm sao được, mình đi ngữ pháp lệch là không được đâu. Cô lại đưa cho lớp mình là đi theo kiểu rằng là vừa ngữ pháp và vừa từ vựng xong rồi thực hành.
chứ từ vựng nó có phải học từ vựng đâu, từ vựng nó học ít hơn. Từ vựng á là cô vẹt trong một đống đấy, xong rồi chúng nó về chúng nó chép ra, hôm nay cô chỉ dạy đọc thôi, về nó chép hết ra xong rồi cô dạy đọc, xong cô cho vào bài tập luôn. Ngữ pháp thì phần nào mà khó không ổn thì danh từ là cô phải dạy hết, động từ thì cô cũng dạy nhưng mà cô dạy qua, không dạy nhanh, không dạy chậm, dạy lướt hết, tức là vẫn dạy nhưng dạy lướt hết đấy, thì nó sẽ đi kiểu như thế. Ở lớp mình thì phải mớm từng tí một rồi đến được bước này là ngon rồi. Bước này là lớp mất tất ạ. Túm lại là đến bước này là cười sướng rồi, đúng không ạ? Còn mỗi phần đáp nó có chừng thôi, thực hành cho nhiều, bây giờ thực hành tận 6 đáp cũng có chừng rồi, đúng không ạ? Buổi sau là không cho kiểu này, à bây giờ bài tập tuần này nhá, cho bài tập này. Bây giờ là 6 bài cô cho rồi, tự cho rồi, bây giờ nhiệm vụ của các bạn là phải tự đặt, được chưa? Bây giờ các bạn sẽ tự là hôm nay thứ chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, 3 hôm đúng không? Mỗi hôm nghĩ cho cô 15 câu đáp có chuẩn đặt ra. Tự nghĩ tiếng Việt xong bật sang tiếng Anh nhá. Được chưa? Tự nghĩ tiếng Việt, viết tiếng Việt xong dịch tiếng Anh sang đấy. Dịch cả tiếng Việt cả tiếng Anh cho cô. Được chưa ạ? Bây giờ phải tự nghĩ. Mà các bạn lấy lưu ý này, thực ra nếu các bạn tự nghĩ ấy, câu hỏi nó phong phú hơn nhiều cô một mình cô nghĩ. Một mình cô nghĩ thì nó sẽ không được phong phú bằng đấy đâu. Được chưa? Nên các bạn sẽ nghĩ theo cách của bạn. Bạn cần trong cuộc sống bạn đang cần đặt những câu gì, bạn nghĩ ra, bạn đặt ra, bạn cứ làm đi. Sai cô sửa, buổi sau cô sẽ sửa cho các bạn trực tiếp trên nền ngoài của bạn luôn. Được chưa? Thì các bạn sẽ thấy rằng là à, hóa ra mình đặt nó sai chỗ này, nó thiếu chỗ này, để chẳng hạn thế. Được chưa? Nên là đặt hết đi nhá. Tổng cộng là mỗi người sẽ có 15 câu một bài, 3 hôm là sẽ có 45 câu đấy ạ. Tự đặt, tự làm. Được chưa? Bây giờ đến lượt các bạn là tự đặt, tự làm. Được chưa? Đấy, okay. Về chỉ nhiệm vụ mỗi thế thôi cho nó nhuyễn nhuyễn. Bây giờ chỉ làm nào nhuyễn nhuyễn đáp các question nữa xong. Sau đó thì bắt đầu cô gì ạ? Xong hết các bạn nhuyễn nhuyễn hết các question rồi, bắt đầu cô mới chuyển sang phần học dâu ria bên ngoài nữa nhá. Phần mất gốc còn dâu ria đầy. Dâu ria linh tinh ấy, nhiều lắm. Dạy học nốt phần dâu ria xong bắt đầu chuyển sang phần nghe. Được chưa? Đấy, đấy gọi là trọng dẹn mất gốc. Ở đây gọi là tạm tạm. Được chưa? Thôi, ok. Học trước lại quên sau. Học học đến đây xong bây giờ lại quên cái trước rồi đấy. Đấy, không ôn lại thì quên sao nữa. Sao rồi cô? Được rồi, có buổi ôn lại cho. Có buổi lượt lại cho nhá. Để cho nó khỏi quên xong mới vào học dâu ria, được chưa? Yeah. Rồi, ok. Ơi, goodbye cả lớp. Cảm ơn cô. Hẹn gặp lại. Goodbye. Bye bye thầy áo đỏ. Thầy hiểu đó. Thầy sướng nhé. Thầy hiểu nhé. Thầy sướng quá. Thầy hiểu.